Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 106. Triệu Vô Cực nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, điện quang trên người hắn ta bắn ra bốn phía, cứ thế bay vọt lên không, rời đi. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh, xem ra, người này thua mà không phục, bất quá vẫn còn giữ lại chút lý trí, không nóng vội ra tay với hắn. Bại tướng mà thôi, diễn trò lại không tầm thường chút nào. Ầm ầm. Trong lúc hắn ta lao đi giữa không trung, trên người tỏa ra điện quang hệt như mãng xà, quanh thân hắn ta diễn hóa dị tượng cực kỳ khủng bố, khiến lòng người kinh sợ không thôi. Thật mạnh. Đáng giận, chỉ còn thiếu chút nữa, không ngờ lại bị hắn ta tham ngộ trước. Thực lực Triệu Vô Cực đột nhiên tăng vọt khiến mọi người vô cùng hâm mộ, nhất là những nhân tài kiệt xuất có cơ hội tranh đoạt diệu quang thần thạch. Hê hê, sợ cái gì chứ? Quanh đây toàn là cơ hội. Đỉnh núi mọc san sát như rừng, bảo quang khắp nơi, có rất nhiều cơ hội. Đúng, đi nào. Đám người thu hồi ánh mắt, lại một lần nữa lộ vẻ phấn khích, hướng về phía những đỉnh núi khác. Thu hoạch của Triệu Vô Cực đã kích thích rất nhiều người, hiển nhiên, bọn họ đều cảm thấy rất bất ngờ vì vừa đến bảo khố Long Vân liền có người đạt được lợi ích lớn như thế. Chẳng mấy chốc. Mọi người đã đi đến dãy núi thứ hai, sau khi có lựa chọn cho riêng mình, từng người liền hướng về phía những đỉnh núi khác nhau. Lâm ca ca, huynh chọn cái này. Nguyệt Phi Vi nhìn quanh một lượt, cuối cùng, ánh mắt nàng ta rơi vào ngọn núi bên phải ở trong cùng, bàn tay trắng nõn như ngọc lập tức chỉ về phía đó. Được, Lâm Nhất và Nguyệt Phi Vi lập tức khởi hành. Ánh mắt nhiều người lóe sáng, sau một phen do dự. Bọn họ liền lục tục đi theo. Nhưng khi đến nơi, đám người liền hối hận. Đó là một ngọn núi băng, không chỉ có tuyết rơi dày đặc, mà đường xá lại vô cùng hung hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một chút, lập tức sẽ bị những khối băng sắc nhọn cào xước. Thế nhưng, trong tầm mắt mọi người, Lâm Nhất và Nguyệt Vi Vi vẫn tiến về phía trước, phút chốc, đã đi đến đỉnh núi. Tuy nhiên, lúc này trên đỉnh núi đã có Nam Cung Vãn Ngọc và Phương Hàn Lạc đến trước. Hai người này xuất thân từ Bắc Tuyết Sơn Trang, thế nên việc họ xuất hiện ở đây cũng không có gì bất ngờ. Trên vách núi băng trước mặt hai người có một bức bích họa, cả hai đứng thất thần nhìn vào đó, thậm chí không hề chú ý đến sự xuất hiện của Lâm Nhất và Nguyệt Phi Phi. Dường như trên bích họa miêu tả một môn kiếm pháp, nhưng bởi vì hai người chắn tầm nhìn nên Lâm Nhất không cách nào nhìn rõ được. Rắc, rắc, rắc. Ngay khi hắn đi bước lên trước thì trên bích họa xuất hiện những vết nứt, có kiếm quang ảo ảo tuôn ra. Không bao lâu sau, kiếm quang đắm mình trong khí lạnh ùn ùn vọt vào cơ thể hai người kia. Ầm. Kiếm thế của bọn họ họ tăng vọt, bích họa trước mặt cũng ầm ầm vỡ vụn, e là không xem được nữa rồi. Mãi cho đến lúc này, Phương Hàn Lạc và Nam Cung Vãn Ngọc mới xoay người, khi nhìn thấy Lâm Nhất, bọn họ đều tỏ vẻ kinh ngạc. Chợt. Cả hai lộ vẻ ngượng ngùng. Bức bích họa này không phải do bọn họ phá hủy, với tâm tính của hai người này, bọn họ sẽ không ngại cùng Lâm Nhất tham ngộ, thật sự thì tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Xin lỗi Lâm Huynh, trên bích họa miêu tả một môn kiếm pháp cấp địa đỉnh cao, còn có rất nhiều kiếm ý thông linh còn sót lại. Thế nhưng chúng ta không có ý định hủy bức bích họa này, Phương Hàn Lạc giải thích, miễn cho đối phương hiểu lầm. Lâm Nhất mỉm cười. Vội khoát tay tỏ rõ bản thân không để tâm. Sau khi trò chuyện đôi câu, Phương Hàn Lạc và Nam Cung Vãn Ngọc lộ vẻ hưng phấn, vội chạy đến những ngọn núi khác. Lâm Nhất lộ vẻ mất mát, hiện tại hắn rất cần kiếm pháp, dù không thật sự phù hợp với mình nhưng tham ngộ võ học cấp bậc như thế cũng mang đến rất nhiều lợi ích. Coi bộ may mắn của ta đã dùng hết trong quần Long Thịnh Yến rồi, Lâm Nhất có hơi tự giễu. Nguyệt Phi Phi mỉm cười không đáp. Sau khi xác định Phương Hàn Lạc và Nam Cung Vãn Ngọc đã đi xa, nàng ta mới bước đến cạnh những mảnh vỡ bích họa kia. Ngay khi Lâm Nhất cảm thấy nghi hoặc, không biết nàng ta định làm gì thì Nguyệt Phi Phi đột nhiên đánh ra một chưởng. Ầm. Đống mảnh vỡ trước mặt gần như bị nghiền thành bụi phấn, không đúng, vẫn còn một khối lóng lánh linh quang trông cực kỳ bắt mắt. Tìm thấy rồi, trên khuôn mặt yêu kiều của Nguyệt Phi Phi lóe lên tia mừng rỡ. Đây là cái gì? Lâm Nhất bước đến, tò mò hỏi. Vụn băng phát ra hào quang hệt như một ngôi sao,
lấp la lấp lánh, trong suốt và kỳ ảo, tỏa ra linh quang hùng hậu, ẩn chứa linh khí thiên địa thuộc tính băng cực kỳ nồng đậm. Thoạt nhìn, dường như nó có sinh mệnh, sáng bóng như ngọc, gần như không có khuyết điểm, đẹp đến mức khiến người ta ngơ ngác. Xíu, yêu yêu. Vụn băng to cỡ nắm tay trẻ con lóe lên hào quang, định nhân cơ hội chạy trốn. Nguyệt Vi Vi cũng không kinh ngạc, nàng ta duỗi cánh tay trắng như tuyết ra, bắt lấy nó như bắt cá, giữ chặt vụn băng kia trong lòng bàn tay rồi nhìn Lâm Nhất, cười nói, đây là mảnh vỡ tinh ngọc thần băng, ở phương đại thế kia, nó còn quý hiếm hơn diệu quang thần thạch gấp bội phần, là thiên tài địa bảo cực phẩm thuộc tính hàn. Lâm ca ca có thể dùng nó để tu luyện kiếm quyết, nó hoàn toàn phù hợp với thuộc tính công pháp của huynh, coi như một phần tích lũy không tệ để thăng cấp lên thiên phách. Nam Cung Vãn Ngọc và Phương Hàn Lạc bỏ qua trí bảo, coi như ta nhặt được của hời. Lâm Nhất tiếp nhận mảnh vỡ tinh ngọc thần băng từ tay Nguyệt Vi Vi, xem xét một phen rồi khẽ nói. Nguyệt Vi Vi mỉm cười, nên mới nói, Lâm ca ca vẫn may mắn lắm. Lâm Nhất chỉ cười không đáp, hắn vẫn tự hiểu lấy mình, đây nào phải vận may, mà là Nguyệt Vi Vi mang đến cho hắn đấy. Đi thôi. Phía trước tràn ngập bảo quang. Nhân tài kiệt xuất tại mảnh đất này đều đang dồn hết sức lực, dũng mãnh lao về phía những ngọn núi cao ngất kia. Càng tiếp cận vòm trời, số lượng ngọn núi càng ít, có thể thấy được bảo vật tại đó chắc chắn rất cao cấp. Dị tượng tại mỗi ngọn núi đều khác biệt, có sấm chớp lôi đình, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị trọng thương. Cũng có sóng êm gió lặng, mây trăng như tuyết, chỉ cần ngồi ngay ngắn trong đó là có thể cảm ngộ được võ đạo không tầm thường. Lại có những hình ảnh cổ xưa thông qua khe hở thời không, xuất hiện trước mặt mọi người. Cũng có càn khôn điên đảo, tiến vào trong đó, không gian chằng chịt, dị tượng giao thoa, biến ảo đa đoan. Nhưng bắt đầu quen thuộc thì sẽ lập tức kinh ngạc khi phát hiện càng ở lâu trong đó, ý cảnh công pháp của bản thân sẽ đột nhiên tăng mạnh, thực lực cũng tăng vọt. Đây là một nơi khá là kỳ quái, cái gọi bảo quang không hẳn là để chỉ bảo vật, một cuộn tranh rách nát. Một vùng đất phong thủy cũng có thể mang đến cho võ giả thu hoạch không tệ. Đi cùng Nguyệt Vi Vi, vận may của Lâm Nhất coi như không tệ, hắn lại thu được thêm vài mảnh vỡ tinh ngọc thần băng nữa. Cùng lúc đó, trong rất nhiều dị tượng trên các đỉnh núi, kiếm uy thương long của hắn đã tiến bộ hơn rất nhiều, mãi cho đến khi đụng phải bình chướng mới ngừng lại. Lâm Nhất hiểu rõ, muốn kiếm uy thương long tiến thêm một bước nữa, hắn nhất định phải tham ngộ được ý chí phong, lôi. Đây chính là điều mà hắn lĩnh ngộ được trong kiếm pháp của Bạch Lê Hiên trước đó. Tuy nhiên, Lâm Nhất khác với hắn ta dùng lực lượng phong lôi bồi bổ toàn bộ thương long, còn Lâm Nhất thì dùng kiếm uy thương long khống chế lực lượng phong lôi. Kiếm ta tức thương long, kiếm xuất kinh phong lôi. Đúng vậy, chính là như thế. Trên một ngọn núi cuồng phong gào thét, Lâm Nhất thu kiếm vào bao, lẩm bẩm nói. Ánh mắt hắn lóe sáng. Dường như có vô số ngôi sao nhấp nháy, lại như một luồng kiếm quang sắc bén đâm thủng vòng trời. Tuy nói cảm ngộ kiếm đạo có tiến bộ không ít, nhưng đáng tiếc là không đụng phải võ học bí tịch. Thiên, địa, linh, huyền. Nói một cách nghiêm khắc thì bá kiếm chỉ có thể xem như kiếm pháp cấp địa đỉnh cao mà thôi, còn chưa chính thức xếp vào hàng võ học cấp thiên. Vốn dĩ chín đại bá chủ tại cổ vực Nam Hoa có võ học cấp thiên, tuy nhiên. Số lượng phải nói là đếm trên đầu ngón tay, và toàn bộ đều là tàn quyền. Ví dụ như Tử Nguyệt Động Thiên, bất kể là Tử Nguyệt Tâm Kinh hay Thiên Địa Bá Khí Quyết thì cũng đều là bản không hoàn chỉnh, cái trước Bao La Vạn Tượng, cái sau Bá Đạo Tuyệt Luân, chỉ cần một trong hai cái là một môn võ học nguyên vẹn thì Tử Nguyệt Động Thiên đủ sức tái hiện lại uy lực của kiếm tông năm đó, thống nhất Nam Vực. Theo như Nguyệt Vi Vi nói, võ học trên các đỉnh núi trước đó chắc chắn đều là tàn quyền. Mà dù có hoàn chỉnh thì phẩm cấp của chúng cũng khó mà vượt qua bá kiếm. Thu hoạch chính thức phải nói đến chính là ngọn núi hùng vĩ cuối cùng, rất có thể tại đỉnh núi ẩn trong tầng mây kia có võ học cấp thiên. Chẳng qua là không xác định được có phải bản hoàn chỉnh không thôi. Lâm Nhất ngẫm nghĩ, võ học cấp thiên khó kiếm vậy à? Nguyệt Vi Vi giải thích, trong đại thế, võ học cấp thiên còn được gọi là võ học tạo hóa. Tạo hóa tức đạt được một hồi tạo hóa. Võ học tạo hóa cũng phân ra phổ thông và cao cấp. Bình thường có 3 cấp thượng, trung, hạ, võ học tạo hóa cao cấp thì phân ra cấp bá giả,
cấp vương giả, cấp đế giả. Dù ở thế giới của ta, muốn có được một môn võ học tạo hóa phổ thông đỉnh cao cũng là chuyện không hề dễ dàng. Còn về võ học tạo hóa cao cấp thì không cần phải nhiều lời. Đạt được chính là một hồi tạo hóa. Lâm Nhất thầm khiếp sợ, đây lần đầu tiên hắn nghe nói đến việc này. Nếu là thế, không biết Tử Diên kiếm quyết được tính là võ học tạo hóa cấp bậc gì. Dường như đọc được suy nghĩ của Lâm Nhất, Nguyệt Phi Phi cười nói, kiếm quyết mà Lâm ca ca tu luyện có thể xem như võ học tạo hóa cao cấp, tuy nhiên, chắc chắn nó không phải hoàn chỉnh. Nếu không với cảnh giới của huynh bây giờ thì chắc chắn không tu luyện được. Nói chính xác hơn thì đó là võ học tạo hóa hạ phẩm. Tử Diên kiếm quyết không phải hoàn chỉnh ư? Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác thường, cũng có thể như vậy, Tử Diên kiếm thánh từng ám chỉ rằng, chỉ khi luyện hóa được hộp đựng kiếm mà hắn mang sau lưng thì mới xem như chính thức đạt được truyền thừa võ học từ Tử Diên kiếm thánh, tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi. Với mắt nhìn của cô, Trần Quang kiếm pháp có cấp bậc gì? Lâm Nhất hỏi. Môn võ học này rất đặc biệt, thoạt nhìn thì thấy bình thường, nhưng ý cảnh trong đó lại cực kỳ đáng sợ. Ở trong tay Lâm ca ca, nó có thể sánh với võ học tạo hóa hạ phẩm hoàn chỉnh, nhưng vào tay người khác lại khó nói, e rằng còn không bằng bá kiếm. Nguyệt Phi Phi sờ cằm, sau khi cân nhắc ngôn từ một phen, mới mở miệng nói. Có thể thấy được Trần Quang kiếm pháp đã khiến nàng ta cảm thấy rối rắm, thậm chí có một vài điểm nhìn không thấu. Tương đương với võ học tạo hóa hạ phẩm. Lâm Nhất có hơi thất vọng, đây chính là kiếm pháp mạnh nhất của hắn đấy, vậy mà chỉ là võ học tạo hóa hạ phẩm mà thôi. Nguyệt Phi Phi cười nói, hi hi, Lâm ca ca đừng xem nhẹ võ học tạo hóa hạ phẩm. Dù nó chỉ thuộc hàng phổ thông thì miễn là hoàn chỉnh, đó chính là một hồi tạo hóa lớn lao. Lời nàng ta nửa thật nửa giả khiến Lâm Nhất khó bề phân biệt. Ít nhất thì hắn biết được một điều. Trong tay đối phương nắm giữ không ít kiếm pháp, dù kém cỏi nhất cũng đủ để sánh ngang bá kiếm. Đó là gì? Nhưng đúng lúc này, nhân tài kiệt xuất trên tất cả các đỉnh núi đều biến sắc nhìn về phía trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đằng kia, tại thung lũng trên ngọn núi cao nhất, có một lá cờ xuyên thủng tầng mây, từ từ rơi xuống. Mấy trăm mảnh vỡ diệu quang thần thạch vần quanh bốn phía lá cờ. Rậm rạp, chẳng chịt như những ngôi sao tô điểm hư không, trong quá trình xoay tròn, vô số dị tượng phong, hỏa, vũ, lôi xuất hiện. Ánh mắt Nguyệt Phi Phi xẹt qua tia khác thường, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, đây là một món đạo khí tuyệt phẩm, nhưng đã bị nghiền nát rồi. Có lẽ thời điểm đỉnh cao nó đã đánh dấu hơn mười mấy khối diệu quang thần thạch nguyên vẹn, phụ trợ thần văn luyện thành đại trận. Tuy nhiên, hiện tại trận pháp rối loạn, thần thức vỡ vụn. Đạo vận nhanh chóng sói mòn. Đạo vận sói mòn. Hai mắt Lâm Nhất tỏa sáng, đạo vận sói mòn có nghĩa là có thể nhân cơ hội hấp thu và luyện hóa đạo vận trong đó. Nếu vận khí đủ tốt, nói không chừng có thể tham ngộ ra ý chí võ đạo trong đó, hoặc là giúp cho ý chí võ đạo của bản thân tiến thêm một bước, phá vỡ bình chướng. Ví dụ như Nam Cung Vãn Ngọc, nói không chừng ý chí hàn băng của hắn ta đã nhân cơ hội này đột phá. Đạt đến cảnh giới kiếm ý thông linh. Bảo khố Long Vân quả nhiên là một kỳ ngộ bất phàm, khó trách mấy ông lão của Thánh Minh cũng kích động không thôi. Nơi đây thật sự rất huyền diệu, nếu mệnh cách đầy đủ thậm chí có thể thoát thai hoán cốt, đạt đến thành tựu trước nay chưa từng có. Lâm Nhất liếc nhìn Nguyệt Phi Phi, yêu tinh này đúng là có tầm mắt phi phàm, cứ như không chuyện gì nàng ta không biết vậy. Mặt Nguyệt Phi Phi đỏ bừng. Đôi mắt như vầng trăng ẩn chứa sóng nước vô tận, nàng ta khẽ cười nói, hi hi, Lâm ca ca nhìn ta làm gì, tuy Vi Vi thực sự rất xinh đẹp, nhưng ta cũng biết thẹn thùng đấy. Huynh còn không chịu đi nữa, coi chừng mảnh vỡ diệu quang thần thạch kia sẽ bị người ta cướp sạch hết đấy, không có mảnh vỡ mà muốn luyện hóa đạo vận thì chẳng khác nào làm nhiều công ít. Lâm Nhất bổng có cảm giác mê man, cứ như rơi vào một thế giới toàn là nước, ấm áp đến mức không muốn đứng dậy. Ông. Tuy nhiên, một khắc sau đó, kiếm ý bỗng vụt qua trong mắt hắn, Lâm Nhất nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn nhìn kỹ lại thì phát hiện trên khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của Nguyệt Phi Phi làm gì có vẻ thẹn thùng, thay vào đó là một nụ cười hờ hững. Ngay lập tức, hắn hiểu ra, yêu tinh này đang cố ý mà, suýt nữa thì hắn tự bêu xấu rồi.
Lâm Nhất không dám chần chừ nữa, liền thi triển thất huyền bộ nhanh chóng tiến về phía trước, đạp bước giữa hư không. Những nơi hắn đi qua, không khí dường như bị chấn động, có lực lượng phong lôi còn sót lại, nhìn từ xa hệt như một con thương long thượng cổ có khả năng khống chế lực lượng phong lôi, lại như một thanh bảo kiếm tuyệt thế phát ra duệ khí sắc bén. Nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng bỏ chạy của hắn, Nguyệt Vi Vi nhếch miệng cười vui vẻ, không nhanh không chậm đuổi theo. Phụt! Tại thung lũng hoang vu và rộng lớn kia, nhiều nhân tài kiệt xuất nôn nóng lao đến, nhưng khi vừa đáp xuống đất liền bị đủ loại dị tượng đánh bay ra ngoài. Phong, vũ, lôi đan xen vào nhau tạo thành uy lực cực kỳ đáng sợ, số ít người không đủ thực lực thậm chí bị xoắn thành mảnh vụn ngay tại chỗ. Tuy nhiên, những người này không chết, bởi lẽ ngay trước khi chuyện xấu xảy ra, bọn họ đã bị truyền tống ra ngoài. Tuy nhiên, những nhân tài kiệt xuất ở nơi sâu trong bảo khố Long Vân lại không biết điều này, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, bọn họ bị dọa tái mặt, vội giảm tốc độ. BOANG Lâm Nhất chém ra một kiếm, kiếm quang lập lòe hung hăng chém dị tượng lôi vân đang lao về phía hắn thành hai nửa. Giữa không trung, hắn tiếp tục lật tay chém ra hai kiếm. Một cơn lốc đủ để xé rách yêu thú bán bộ thiên phách cứ thế bị chém thành hư không. Những dị tượng này đều ẩn chứa ý chí võ đạo cực kỳ cao thâm, đối với nhân tài kiệt xuất chưa tham ngộ ý chí võ đạo thì muốn đáp xuống một cách vững vàng gần như là chuyện bất khả thi. Không bao lâu sau, Lâm Nhất, Vũ Hạo Thiên, Triệu Vô Cực, Nam Cung Vãn Ngọc, Phương Hàn Lạc, những yêu nghiệt trong thập cường đều lần lượt đáp xuống đất. Tuy nhiên, cán cờ kia càng tiếp đất thì áp lực mà nó mang đến càng đáng sợ. Có rất nhiều mảnh vỡ diệu quang thần thạch, mỗi một mảnh đều ẩn chứa uy áp hùng hậu, cộng thêm đạo vận đang sói mòn, càng thêm khủng bố. Với áp lực như thế, thân pháp bị hạn chế rất lớn, muốn lấy được mảnh vỡ diệu quang thần thạch không hề dễ dàng. Ra tay, Triệu Vô Cực và Vũ Hạo Thiên liếc nhìn nhau, đồng loạt ra tay, gánh lấy uy áp trùng trùng điệp điệp mà bay lên trước hướng về phía một mảnh vỡ diệu quang thần thạch. Mấy người Nam Cung Vãn Ngọc thì chậm hơn một nhịp. Lâm Nhất cũng không sốt ruột hành động, hắn đem kiếm ý thông linh tản ra, tìm kiếm mảnh vỡ mà mình muốn giữa rất nhiều mảnh và ở đằng kia. Hắn cần mảnh vỡ thuộc tính phong và lôi tốt nhất có thể nhân cơ hội này tìm hiểu hai loại ý chí và đạo cùng một lúc. Ầm ầm. Giữa không trung, trong lúc mọi người tranh đoạt, diệu quang thần thạch bộc phát năng lượng khủng bố mà đẹp mắt. Đủ loại dị tượng với những thuộc tính bất đồng như phong, hỏa, lôi, vân, đan xen, dung hợp rồi bùng nổ, tạo thành uy năng cực kỳ đáng sợ. Với tình huống như vậy, ngoại trừ yêu nghiệt thập cường thì những người khác nếu muốn tranh đoạt số mảnh vỡ này e rằng bất kỳ lúc nào cũng phải trả giá bằng tính mạng. Tuy rằng hung hiểm là thế, nhưng vẫn không cách nào ngăn được dục vọng của mọi người, cục diện hiện tại cực kỳ hỗn loạn. Tuy nhiên, muốn lấy được những mảnh vỡ kia cũng không hề dễ dàng, dù là đám người Vũ Hạo Thiên thì dưới tác động của uy áp, thân pháp bọn họ trở nên khá chậm. Trong tầm mắt, thậm chí có thể nhìn thấy Vũ Hạo Thiên bị đánh bay ra, dáng vẻ hết sức chật vật, sắc mặt thì đầy hoảng sợ. Đa số mảnh vỡ đều ở khu vực trung tâm, vây xung quanh cán cờ kia và ở khu vực đó cũng tràn đầy đạo vận hùng hậu. Đạo vận trộn lẫn uy năng tự thân của mảnh vỡ, hệt như một vũng bùn hỗn tạp giữa không trung, và ẩn trong vũng bùn đó có đủ loại bẫy dập. Ánh mắt Lâm Nhất như điện, nhanh chóng lia qua một lượt mảnh vỡ chằng chịt, trong lòng nhanh chóng đưa ra quyết định. Choang! Nhoáng một cái, Lâm Nhất đã bay lên không, đồng thời rút kiếm táng hoa ra, một kiếm quét ngang. Vài luồng điện quang dữ tợn bị chém vỡ. Bá kiếm bôn lôi chảm điện. Không sử dụng kiếm ý thông linh, Lâm Nhất chỉ thúc dục tử diên kiếm quyết để phát huy thức thứ nhất của bá kiếm đến cực hạn. Duỗi tay ra, 36 luồng kiếm quang như tia chớp quét ngang bốn phương tám hướng, hào quang chói mắt, bất kỳ dị tượng nào chạm phải đều bị xoắn thành phấn vụn. Ầm. Cổ tay Lâm Nhất khẽ run lên. 36 luồng điện quang mạnh mẽ như pháo hoa thu lại, ngưng tụ thành một luồng điện quang có kích thước lên đến trăm trượng. Cảnh tượng đáng sợ như thế lập tức khiến đám người vây xem há hốc mồm, kinh ngạc không thôi. Hắn muốn làm gì, mắt Triệu Vô Cực lóe sáng, vận may của hắn ta không tệ, ở khu vực biên giới đã vơ vét được ba mảnh vỡ diệu quang thần thạch, bản thân hắn ta nắm giữ hai loại ý cảnh,
cho nên trong hoàn cảnh dị tượng phức tạp như thế này lại có vẻ ứng phó nhẹ nhàng hơn so với Vũ Hạo Thiên, nếu không nói là như cá gặp nước. Hiện tại, hắn ta cũng bị chấn động bởi hành động của Lâm Nhất, nơi này không phải chỉ cần dựa vào sức lực là có thể giải quyết tất cả. Hắn ta đã sớm phát hiện dị tượng ở đây phức tạp lại cực đoạn, lại thêm đạo vận đan xen vào đó, một số gần như liên tục sinh sôi. Trước đó, Vũ Hạo Thiên vốn định dùng bá quyền để mở đường, nào ngờ suýt nữa thì sẩy chân trong đó, phải vất vả lắm mới thoát ra được. Có rất nhiều người cùng suy nghĩ với hắn ta, một số muốn xem trò hay, một số khác có quan hệ không tệ với Lâm Nhất thì vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lâm Nhất không thể phân tâm, không rảnh để ý đến, chỉ có thể dùng hành động để đáp lại. Phá! Kiếm ý thông linh tiểu thành đỉnh phong đột ngột được phóng xuất, thân ở giữa không trung, Lâm Nhất vung ra một kiếm. Răng rắc! Một khe hở xuất hiện trước mắt Lâm Nhất, sau đó không ngừng lan ra, chẳng mấy chốc đã lan đến khu vực trung tâm. Rắc rắc rắc! Không bao lâu sau, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khu vực trung tâm xoay quanh cán cờ đã bị ép mở ra một con đường. Long đằng cửu thiên! Mắt Lâm Nhất lóe sáng, ở giữa hư không. Hắn liền đạp 9 bước, xâm nhập vào đó với tốc độ tia chớp. Cơ hội. Hai mắt Vũ Hạo Thiên và Triệu Vô Cực tỏa sáng, lập tức thi triển thân pháp, muốn nhân cơ hội vọt vào. Nhưng gần như chỉ trong khoảnh khắc, khe hở kia đã khép lại, khiến hai người họ bị hãm trong vũng bùn, động tác liền trở nên cứng ngắc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngước mắt nhìn lên, giữa vô số dị tượng tại khu vực trung tâm. Thoáng thấy một cái bóng mờ ảo. Không cần phải nói, đó đương nhiên là Lâm Nhất. Đáng chết, hai người mắng một tiếng, vội lui ra ngoài. Vừa đứng vững, Triệu Vô Cực liền chấn vỡ những đốm lửa còn sót lại trên người, hai mắt hắn ta không ngừng lóe lên. Không cần cố tranh giành với hắn, ta chỉ cần khiến ý chí lôi đình đạt đến cảnh giới sánh ngang với kiếm ý thông linh thì không còn phải e ngại hắn nữa. Mảnh vỡ thần thạch ở khu vực biên giới đã đủ để ta dùng. Sau khi hạ quyết tâm, Triệu Vô Cực liếc nhìn Lâm Nhất đang ở khu vực trung tâm một cái, sau đó không để ý đến nữa. Vũ Hạo Thiên sầm mặt, không biết đang nghĩ gì. Ở khu vực trung tâm, Lâm Nhất nhìn vô số mảnh vỡ diệu quang thần thạch trước mắt, hắn dùng kiếm ý thông linh hộ thể, thúc dục thương long cửu biến. Ánh sáng long văn tử điện cuồn cuộn vọt ra khỏi cơ thể. Sức mạnh phong lôi liền bùng nổ. Những dòng long văn dữ tợn giống như sợi dây thường không ngừng cuốn lấy từng viên diệu quang thần thạch, nháy mắt đã thu về hàng trăm viên. Vậy đủ rồi. Lâm Nhất khẽ xoa cằm, long văn tử điện nhanh chóng đã lui về. Hắn vung tay ra thu những viên vụn kia bỏ vào trong túi, rồi lại nhìn qua cờ phướn kia. Trên cột cờ có một cái phướn dài khoảng 3 trượng. Thần văn màu vàng được in trên đó không ngừng rơi xuống như bụi, vô số đạo vận tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong không khí. Lâm Nhất đang ngẫm nghĩ, vật này còn hơn hẳn cả bảo khí. Rồi hắn chợt nghĩ ra gì đó, Lâm Nhất thu kiếm về vỏ rồi bỏ lại vào hộp kiếm, sau đó liền vỗ nhẹ một cái lên túi đựng đồ. Ngọn lửa và điện quang hòa lẫn vào nhau biến thành lôi hỏa màu tím, trong tay Lâm Nhất lập tức xuất hiện một cái roi nặng trịch. Roi tử diễm lôi hoàng. Thứ này cũng đã từng là một đạo binh làm giấy nên tinh phong huyết vũ ở Nam Vực, nhưng sau đó đã chết theo lôi vân tử. Nó cũng đã bị phong ấn, đến bây giờ vẫn thế, uy lực chỉ có thể phát huy đến bảo binh siêu phẩm mà thôi. Những thứ bụi màu vàng kia chắc là đạo vận mà Vivi nói đến, hay là cứ thử xem sao. Vốn dĩ Lâm Nhất đã sắp rời đi nhưng đột nhiên lại bật lên ý nghĩ khác. Hắn định để cho roi tử diễm lôi hoàng chiếm đoạt hết loại bụi màu vàng này, xem có thể phá giải phong ấn trong đó không. Roi tử diễm lôi hoàng có 36 khớp, dưới sự thao túng của Lâm Nhất, roi ra không ngừng len keng ngoạ ngoậy. Tử diễm trên thân roi ồ ạt tuôn ra, trông rất giống một con long mãng dữ tợn, không ngừng uốn lượn ở trung tâm. Lúc bụi vàng rơi vào trên thân của long mãng đang ngoạ ngoậy, luồng tử diễm kia thình lình bùng lớn lên. Lâm Nhất cảm nhận được từng đợt sức mạnh đang đánh thẳng vào bên trong phong ấn còn sót lại. Răng rắc. Trong đầu Lâm Nhất bỗng vang lên tiếng vỡ, hắn nhận ra thật sự là có hiệu quả.
Lâm Nhất càng lúc càng cảm nhận rõ tiếng phong ấn đang răng rắc vỡ vụn từ roi tử diễm lôi hoàng trong tay. Vù! Ngay lúc Lâm Nhất đang cẩn thận ứng phó liền xảy ra hiện tượng lạ, roi tử diễm lôi hoàng đột nhiên tuột khỏi tay bay vọt về phía cờ phướn thần bí kia. Rào! Trước mắt là một con long mãng giống giận đang há to cái miệng khổng lồ tham lam, nó muốn nuốt trọn trái dị quả. Lâm Nhất khẽ biến sắc, cờ phướn kia chính là đạo khí hàng đầu, dù đã bị nát không ít nhưng cũng rất khó để đoán trước hung hiểm thế nào. Ngay lúc hắn tiến thối lưỡng nan, ngọn lửa long mãng diễn hóa từ roi tử diễm lôi hoàng liền nuốt chửng toàn bộ cờ phướn. Oanh! Lúc này ánh sáng chợt lóe, trực tiếp hóa thành lôi quang phóng lên trời, trong nháy mắt biến mất vô tung. Lâm Nhất há hốc miệng không dám tin, bay mất rồi. Hắn dương mắt nhìn về phía cờ phướn kia, lúc này chỉ còn lại cột cờ cao như trường thương đứng trơ trọi trên mặt đất, nhưng nó vẫn tỏa ra uy áp khiến người ta khiếp sợ không thôi. Dù Lâm Nhất kiến thức có sâu rộng, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này cũng có hơi khó tiếp nhận được. Trái lại, hắn từng nghe vài lời đồn, có vài binh khí sau khi đạt đến một mức sức mạnh nào đó, khi chúng cảm thấy chủ cũ không xứng điều khiển chúng nữa thì sẽ tự mình đi tìm một linh chủ khác. Sau khi được phá vỡ phong ấn thì cảm thấy ta không đủ tư cách có nó à? Tính cách cũng kiêu ngạo lắm. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tinh quang, trong nhất thời cũng không nghĩ ra được cách gì, chỉ có thể tạm gác qua một bên. Cũng không vội rời đi, ở đây còn không ít đạo vận, dồi dào hơn bên ngoài rất nhiều. Lâm Nhất dứt khoát dùng kiếm ý hộ thể, hắn lấy viên diệu quang thần thạch ra rồi ngồi xuống xếp bằng. Bắt đầu luyện hóa và lĩnh hội hai loại ý chí võ đạo phong và lôi. Chắc cũng không quá khó. Bất kể là ý chí phong hay là ý chí lôi, dù Lâm Nhất chưa lĩnh hội được cũng đã có cảm ngộ khá sâu. Dẫu sao khi tu luyện đại phong kình và bá kiếm thì vô hình chung đã tích lũy được không ít. Ở đây tu luyện quả nhiên làm ít hưởng nhiều, Lâm Nhất nhanh chóng luyện hóa xong gần 20 viên thần thạch thuộc tính lôi. Oanh! Lâm Nhất gần như đã lĩnh hội được ý chí lôi đình mà không có bất kỳ trở ngại nào, thẳng tắp tăng vọt đến cảnh giới đại thành. Ý chí võ đạo được phân thành 9 đẳng cấp, ý chí lôi đình ở đẳng cấp thứ nhất tương đương với kiếm ý thiên thiên, hai cảnh giới này ngang nhau. Lâm Nhất vừa mới lĩnh hội ý chí lôi đình thì đã đạt đến đại thành đẳng cấp thứ nhất. Ngay sau đó, Lâm Nhất lại bắt đầu lĩnh hội ý chí phong. Ý chí phong hư vô mờ mịt. Khó lĩnh hội hơn lôi đình rất nhiều, nhưng trưởng thương long lại có thể chế ngự sức mạnh phong lôi, chỉ có ý chí lôi đình và kiếm uy thương long chung quy tồn tại khá khập khiễng, rất khó để tiến bộ. Thời gian như dài đằng đẵng, tận 2 giờ sau, trán Lâm Nhất mới đổ mồ hôi, vẻ mặt cũng hơi phờ phạc. Nhưng, trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy hưng phấn. Oanh! Lâm Nhất khép hai ngón tay lại làm kiếm. Kiếm quang được phung ra như một con rồng vọt thẳng lên bầu trời. Kiếm quang bay vụt lên không trung chém bể vô số tầng mây, điện quang giật chớp đùng đùng, cuồng phong bắt đầu nổi lên, toát ra uy lực kinh người, chấn nhiếp cửu thiên. Sau khi lĩnh hội thành công ý chí phong lôi, uy lực thương long chân chính đã được bổ sung hoàn toàn, nếu được dung hợp với kiếm ý thông linh thì ắt hẳn sẽ có bước tiến mới. Kiếm của ta chính là thương long. Kiếm xuất ra rông tố kinh hoàng. Lâm Nhất khạc ra một ngụm chọc khí, chậm chậm đứng dậy, dù tu vi không tăng nhưng chiến lực lại đạt đến mức khiến bản thân hắn còn phải giật mình. Ngước nhìn lên không trung cảm thấy hơi buồn bã, cũng không biết roi tử diễm lôi hoàng đã bay đi đâu. Một lúc sau, Lâm Nhất thu hồi ánh mắt, lặng lẽ đi ra khỏi khu vực trung tâm. Những viên diệu quang thần thạch ở bên ngoài đã bị cướp sạch. Trên tay 10 yêu nghiệt đứng đầu ngồi xếp bằng đều cầm thần thạch, thừa dịp luyện hóa đạo vận còn lưu lại trong không khí, bằng cách này có thể lĩnh hội ý chí võ đạo thuộc về riêng mình. Xung quanh Triệu Vô Cực vẫn còn 10 viên, 5 viên có thuộc tính lôi và 5 viên thuộc tính vân. Ý chí lôi vân dao động mạnh mẽ ở xung quanh hắn ta, có thể cảm nhận rõ rằng hắn ta đang luyện hóa cả ý chí lôi vân với đạo vận một cách nhanh chóng. Dường như phát hiện ra Lâm Nhất. Triệu Vô Cực đang ngồi xếp bằng liền hơi mở hai mắt ra quan sát Lâm Nhất. Hắn ta lườm Lâm Nhất với vẻ khinh khỉnh rồi tiếp tục nhắm mắt lại. Thật thú vị, xem ra thu hoạch không nhỏ. Lâm Nhất không thèm để ý, tiếp tục nhìn xung quanh.
Nam Cung Vãn Ngọc và Phương Hàn Lạc đang cấp tốc luyện hóa những viên có thuộc tính hàn băng, trên người Bạch Lê Hiên lại không ngừng lóe lên điện quang, kiếm uy lôi đình không ngừng vọt ra, những người khác cũng đang tranh thủ luyện hóa từng phút từng giây. Trái lại, trước mặt Phú Hạo Thiên lại có rất nhiều người đang quỳ ở đấy, dưới sự xúc tiến của thiên địa phách khí quyết, uy áp của bá quyền khiến cho đám người này buộc phải thuần phục vô điều kiện. Bọn họ vội vã giao nộp những viên diệu quang thần thạch đủ loại thuộc tính, số lượng không hề ít chút nào. Cút đi! Phú Hạo Thiên trừng mắt, hung hăng quát lớn. Đám người này nhất thời như chút được gánh nặng, chỉ là có hơi ấm ức vất vả quá chừng mà chỉ nhận lại công cốc. Ánh mắt hắn ta quét đến Lâm Nhất rồi lại hừ lạnh. Trong 10 anh tài đứng đầu, hắn ta và Triệu Vô Cực lại không mấy phục khi là bại tướng dưới tay Lâm Nhất, dù trước mắt thì hai người bọn hắn thu hoạch đều khá khẩm, nhưng dẫu sao cũng đều là kiểu người kiêu ngạo từ trong xương cốt. Phú Hạo Thiên cố gắng đè nén sát ý ở trong lòng, lách người rời đi thẳng tắp bay về phía ngọn núi sau cùng. Không lâu sau, Triệu Vô Cực cũng mở to hai mắt, vẻ mặt tươi cười của hắn ta đang cố tỏ ra tao nhã. Lâm Nhất, xem ra những lời trước kia ta nói không sai, mọi người đều có cơ hội như nhau trong bảo khố Long Vân, chưa chắc đến cuối cùng thì ngươi vẫn còn cười được, nào chúng ta đi xem đi. Triệu Vô Cực cười ha hả nói, hắn ta cũng bay theo đến đỉnh núi cao đồ sộ khuất sau những tầng mây trong bảo khố Long Vân. Lâm Nhất không để ý đến hắn ta, chỉ khẽ nhíu mày. Hắn nhìn tới nhìn lui cũng không thấy bóng dáng của Nguyệt Phi Phi đâu. Xem ra nàng ta cũng sớm đi đến đỉnh núi cuối cùng rồi, nơi đó là ngọn núi cao nhất trong bảo khố Long Vân, võ học tạo hóa có khả năng cao sẽ được giấu ở đó. Sau khi Triệu Vô Cực và Vũ Hạo Thiên rời đi, những người khác còn đang tu luyện đã dần tỉnh lại. Lâm Nhất nhìn quanh bốn phía, vẫn không thấy bóng dáng Nguyệt Phi Phi, chỉ có thể đoán rằng nàng ta cũng đã đến đỉnh ngọn núi kia. Ánh mắt hắn lại rơi vào trên người Phương Hàn Lạc, Bạch Lê Hiên, Khương Tử Diệp đang chậm chậm đứng dậy. Thực lực của bọn họ đã tăng vọt, nhưng bọn họ vẫn chưa thể khống chế được, trong mắt người nào cũng lóe sáng tinh quang bất ngờ không thôi, khắp cả người đều tràn ngập khí thế kinh người. Chắc chắn tất cả đều đã có thu hoạch lớn, không thua Vũ Hạo Thiên và Triệu Vô Cực là mấy. Còn về Lâm Nhất, hắn đã lĩnh hội cũng lúc hai loại ý chí. Kiếm uy thương long của hắn cũng đã đạt đến mức thay ra đổi thịt, nhưng ý chí phong lôi ẩn trong uy lực thương long vẫn lặng im thin thít, chưa có động tĩnh gì, thậm chí chẳng có chút phong mang nào toát ra. Nhưng thực tế thì Lâm Nhất thu hoạch rất lớn, hết thảy nhưng người này cộng lại nhân đôi cũng không thể sánh bằng. Chỉ tính diệu quang thần thạch thì hắn đã luyện hóa gần cả trăm viên, Triệu Vô Cực kiêu căng kia lại chỉ được có 12 viên thôi. Đạo vận thì càng khỏi bàn đến. Chưa cần đến 3 giờ đã lĩnh hội hai loại ý chí võ đạo, thành tích này gần như đã là nghịch thiên. Nếu nói ra chắc chẳng một ai tin, chuyện này khó có một ai làm được, nhiều đó đã vượt khỏi tầm hiểu biết của mọi người. Ở khu vực trung tâm gặp trở ngại gì à? Đám người Khương Tử Diệp đi tới, bọn họ thấy Lâm Nhất không chút mảy may thay đổi, nghĩ rằng hắn không có thu hoạch gì. Dù sao thì bất kỳ yêu nghiệt nào trong giai đoạn tiến hóa về thực lực thì đều toát ra ngoài phong thái, vì nó rất khó có thể kiểm soát như bình thường được. Ô Tiếu Thiên lên tiếng an ủi, đừng lo lắng quá, vẫn còn chưa khám phá ngọn núi cuối cùng, Triệu Vô Cực kia cũng không còn hống hách được lâu nữa đâu, cuối cùng thì ai cười ai khóc vẫn chưa biết được. Hắn ta chiếm đoạt được mấy viên thần thức mang thuộc tính lôi, giúp huyết sát của hắn ta đã ngưng tụ được ý chí lôi đình, đạt đến mức đáng kinh ngạc. Hôm nay thì triển lại xích huyết ma long quyền đã không chút trở ngại, có thể diễn hóa hư ảnh cửu đạo huyết long một cách dễ dàng. Đúng đấy, Triệu Vô Cực chắc rằng không phục khi bại dưới tay ngươi, nên hắn ta cũng đã ghi thù người không ít, hắn ta chắc gì là người cười đến cuối cùng chứ. Phương Hàn Lạc và Nam Cung Vãn Ngọc cùng nhau lên tiếng an ủi. Lâm Nhất ngẩn ra, há miệng mà không biết nói sao. Nếu thật sự nói ra mình đã thu hoạch được gì thì chắc sợ họ cũng không tin. Còn về Triệu Vô Cực, hắn cũng chẳng sợ đối phương ghim mình. Nên dùng một chưởng đập chết hắn ta từ sớm mới phải, giờ cứ nhảy tới nhảy lui trước mắt phiền chết đi được. Đạo vận gần như không có ở khu vực trung tâm, nhưng diệu quang thần thạch thì lại có một ít, mọi người nếu không vội thì ta có thể nghĩ cách giúp mọi người.
Lâm Nhất nhìn về phía đám người kia, những người đó hoặc là không đủ thực lực để tranh đoạt Diệu Quang Thần Thạch. Hoặc là bị Vũ Hạo Thiên cướp hết, mà cơ hội này thì lại rất khó có được. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Ô Tiếu Thiên tăng vào thực lực, hâm mộ không thôi. Vốn dĩ đã không còn tia hy vọng nào, đột nhiên lại nghe Lâm Nhất nói thế, nhất thời mắt sáng trưng, vô cùng mừng rỡ. Lâm Nhất nhìn qua, trầm ngâm nói, Tiểu Bạch, Nam Cung, Phương Hàn Lạc mấy người xuất thủ cùng ta đi. Cờ phướn kia chỉ còn lại cột cờ, đạo vận lại bị mình luyện hóa hơn một nửa rồi, uy năng ở khu vực trung tâm đã không còn như bình thường từ lâu. Được. Mấy người họ ngơ ngác, nếu là Lâm Nhất mở miệng thì đương nhiên sẽ không từ chối. Chỉ cần dùng kiếm ý là được. Lâm Nhất nói xong, liền dùng kiếm ý thông linh đỉnh phong tiểu thành trước, cũng không có dung hợp với uy lực thương long. Oanh! Nhưng dù vậy, một khi hắn xuất kiếm thì vẫn khoa trương đến mức dọa người. Kiếm mang khuếch đại gần 10 trượng, phát sáng đến hoa cả mắt, những nơi mà nó đi qua khoảng không cứ như một mảnh vải bị cắt làm đôi. Kiếm mang của ba người còn lại đều đã bị nó làm cho lu mờ. Đám người Bạch Lê Hiên có hơi kinh ngạc, ánh mắt đầy bất ngờ, dù họ đã nghĩ Lâm Nhất không có gặt hái được gì. Nhưng chỉ cần dựa vào kiếm ý thông linh, hắn vẫn có thể chèn ép được mọi người, Triệu Vô Cực ngông cuồng kia có chút ngây thơ quá. Keng keng keng. Dưới sự dẫn đầu của kiếm ý thông linh, kiếm quang của mấy người kia đều chém múa loạn xạ, không lâu sau đã chém tan nát khu vực trung tâm quỷ dị kia thành một vũng bùn. Đây cũng là điểm dũng mãnh nhất của kiếm ý, nó thuần túy vô cùng, không có bất kỳ biến hóa gì ngoài sự sắc sảo, đủ để chém nát tất cả. Nếu đổi thành những ý chí võ đạo khác, chúng chỉ có thể hòa tan vào trong đó, nếu muốn phá nát được thì đó chỉ là một câu chuyện hoang đường. Oanh! Cho đến khi chém bể hết tất cả, ánh sáng của từng viên Diệu Quang Thần Thạch lộ ra làm người ta chói đến hoa cả mắt. Trời đất! Sao có thể nhiều đến vậy? Mọi người đồng loạt kinh hãi, hoàn toàn không ngờ một ít của Lâm Nhất lại là con số khổng lồ như thế này. Ngay cả đám người Nam Cung Vãn Ngọc đều kinh ngạc không thôi, hiển nhiên bọn họ cũng rất cảm động. Lâm công tử, bọn ta thật sự có thể lấy những viên thạch này sao? Bọn họ nhìn về phía Lâm Nhất với vẻ khó tin. Đương nhiên rồi. Vẻ mặt Lâm Nhất tỉnh bơ, bình tĩnh đáp. Những viên thần thạch thuộc tính lôi ở trong đã bị hắn lấy hết, những loại còn lại hắn cũng không cần nữa, để lại cho mấy người này cũng không sao. Ngoài điều này ra, hắn cũng có tâm tư riêng. Sau này, sớm muộn gì hắn cũng rời đi Nam Vực, ra khỏi Huyền Hoàng, xem như hắn để lại cho Lăng Tiêu Kiếm Các một chút thiện duyên. Kha kha, Lâm đại ca, vậy ta không khách sáo nữa. Phương Hàn Lạc cười hì hì, ra tay trước, chạy nhanh vào bên trong. Những người khác thấy vậy cũng rối rít cảm ơn Lâm Nhất rồi nhanh chóng chạy theo sau. Một lúc sau, tất cả viên thạch cũng được chia xong, mỗi người lấy được ít nhất cũng 2-3 viên, chỉ còn lại cột cờ trơ trọi vẫn tỏa ra uy áp khó lường. Vèo! Có mấy bóng người hơi do dự đi về hướng cột cờ. Đừng đụng vào cột cờ! Nhìn thấy có mấy người định tiến đến cột cờ, Lâm Nhất vội lên tiếng ngăn cản. Phụt! Nhưng hắn đã chậm một bước, mấy người kia còn chưa đến gần đã bị dư chấn đánh cho hộc máu. Có điều đặc biệt ở chỗ, khoảnh khắc trước khi bọn họ chết, tất cả đều bị cưỡng ép truyền tống ra khỏi bảo khố Long Vân. Cảnh tượng này đã dọa mọi người tỉnh táo lại. Lạ quá, cờ phướn đâu, nó chạy đi đâu rồi? Phương Hàn Lạc nghi hoặc nói, những người khác đã nhận ra sự khác thường từ lâu, họ cho rằng Lâm Nhất đã lấy đi. Nhưng lúc này Lâm Nhất lại yêu cầu mọi người không được đụng vào, điều đó chứng tỏ hắn đã biết đây là một đạo khí tuyệt phẩm. Nếu không sao lại lấy cờ xí đi mà để lại cột cờ trống trơn như vậy. Lâm Nhất thầm cười khổ, lại không muốn giải thích nhiều. Lòng hắn cũng đang đau như cắt mà. Tự nhiên đạo khí trong tay mình chạy đâu mất, là ai thì cũng khó mà chấp nhận được, thậm chí còn có hơi mất mặt nữa là đằng khác. Đi thôi. Lâm Nhất dẫn đầu đi về hướng đỉnh núi cao vút cuối cùng khuất sau trong tầng mây kia. Những người còn lại cũng thôi không lưu luyến cột cờ kia nữa. Nhưng, khi vừa bước vào phạm vi bao phủ đầy uy áp của đỉnh núi kia,
Trên người tất cả bỗng được bao bọc bởi một mảng ánh sáng, cuốn mỗi người đều bị đến mỗi nơi khác nhau. Sau khi Lâm Nhất chạm đất liền hiểu ra, bọn họ đã bị tách ra đến mỗi nơi ngẫu nhiên. Hắn đi tới đi lui trong núi, mỗi một bước đi đều cảm nhận được áp lực cực lớn, có một loại uy áp vô hình nào đó đang bài xích hắn. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, những mảng ánh sáng bao bọc trên người dần tan biến đi, bay vụt ra khỏi bảo khố Long Vân. Có hơi phiền phức rồi. Lâm Nhất nhìn cảnh tượng này bèn biến sắc. Thử thách còn chưa bắt đầu, chưa thấy được tâm tích của võ học tạo hóa đâu mà đã loại đi nhiều người vậy rồi, cửa ải này e rằng khó mà vượt qua. Khoảng nửa khắc đồng hồ sau, Lâm Nhất cũng không bước thêm bước nào vào trong núi nữa, hắn phải dùng kiếm ý thông linh dò đường trước. Sau khi dùng kiếm ý hộ thể, Lâm Nhất cũng thả lỏng hơn nhiều, đi thêm khoảng 2 giờ, ngoại trừ phong cảnh cỏ cây hoa lá, cổ thụ trống trời và vài ngọn núi đá thấp thoáng thì Lâm Nhất cũng không thấy có gì lạ. Có phải mình bỏ qua cái gì không nhỉ? Lâm Nhất đứng lại, như có điều suy nghĩ. Bịch, bịch. Bỗng có tiếng bước chân truyền tới, Lâm Nhất quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra một bóng người, là Trúc Thanh Sơn. Đây quả thật có hơi bất ngờ, trùng hợp quá rồi. Có phát hiện ra gì không? Hai người họ cũng không phải là kẻ thù, Lâm Nhất thuận miệng hỏi. Không có. Trúc Thanh Sơn lắc đầu, rồi sau đấy nhìn về phía đỉnh núi đang dần biến mất sau những tầng mây, hắn ta trầm ngâm nói, có lẽ đến được đỉnh núi thì mới phát hiện ra được gì đó. Khó lắm, với thực lực chúng ta thì không thể lên đến đỉnh núi được. Lúc này 1/10 cơ hội đến được đỉnh núi cũng không có, Lâm Nhất nhận thấy không thể nào làm được. Nếu như bọn họ đã đi vào được núi trong bảo khố Long Vân này, ắt hẳn là có cơ duyên an bài, không thể để bọn họ đến mà phí công về được. Theo Lâm Nhất suy đoán, nếu thật sự có võ học tạo hóa, chắc hẳn sẽ được cất giấu ở dọc đường đi. Có lẽ trên đường hắn đi qua đã bỏ lỡ không ít rồi. Nói ra suy đoán này cho đối phương biết. Trúc Thanh Sơn lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngay cả Lâm Nhất cũng nói không cần đến đỉnh núi sao. Hắn ta còn tưởng rằng chỉ mình hắn ta có suy nghĩ đó. Hai người câu được câu mất trò chuyện một hồi, lúc họ sắp tách nhau ra, đột nhiên Lâm Nhất kêu lên, Trúc Thanh Sơn, ở trước mặt ta mà huynh còn đeo mặt nạ ư. Trúc Thanh Sơn rõ ràng đã ngẩn ra một lúc, chợt cười gượng rồi tháo mặt nạ xuống. Huynh đã phát hiện ra từ lúc nào? Gương mặt ẩn dưới lớp mặt nạ có hơi nhợt nhạt, bất ngờ hơn đó lại là một gương mặt mà Lâm Nhất khá quen thuộc, Tả Vân của đế quốc Đại Tần. Vừa mới. Lâm Nhất thành thật đáp, hắn cũng chỉ suy đoán thôi. Dù sao cũng rất khó liên tưởng Tả Vân với Đao Khách Ma Đạo, không biết tại sao lại cứ luôn có chút cảm giác quen thuộc với Trúc Thanh Sơn. Lâm Nhất không định truy vấn đến cùng vì sao hắn ta lại rơi vào ma đạo rồi mang theo mặt nạ. Chắc hẳn hắn ta cũng không muốn đề cập đến bí mật này. Cẩn thận một chút, ta sẽ không nói với ai thân phận của huynh. Cảm ơn huynh. Lâm Nhất nhìn đối phương rời đi, thật ra không cần phân chia quá rõ rằng hai đạo chính ma. Võ học càng như thế, chỉ mong đối phương không nên có quá nhiều vướng mắc trong lòng. Sau khi hai người nói lời tạm biệt, mỗi người đều đi đường khác nhau. Lại tiếp tục đi một lúc nữa. Lâm Nhất vẫn không thu hoạch được gì, nhưng hắn đã điều chỉnh khá tốt tâm trạng, cứ tạm thời xem như là du sơn ngoạn thủy vậy. Gió nhẹ lướt qua, Lâm Nhất đưa tay lên tùy ý kẹp một chiếc lá rụng, nghịch trên tay lúc lâu rồi định vứt bỏ. Trong mắt Lâm Nhất chợt lóe lên vẻ ngạc nhiên, bên trong lá rụng lại ẩn giấu kiếm ý rất khó mà nghe được. Lá rụng bay theo gió, cơ mà gió từ đâu thổi đến. Bỗng nhiên. Khóe môi Lâm Nhất khẽ mỉm cười, tùy tiện bắn lá rụng đi. Keng! Chiếc lá im hơi lặng tiếng cắt một hòn đá làm đôi, thân hình Lâm Nhất lóe lên, người đã vụt theo hướng gió. Lâm Nhất đi một mạch đến nơi nguồn gió thổi đến, vô tình đã đến một vùng sơn cốc. Nơi này khá hoang vu đổ nát, khắp nơi trên mặt đất đều là bụi bặm và đá vụn, gió cắt thổi lồng lộng khắp cả vùng đất hoang mênh mông bát ngát này. Dường như nơi này cũng không có gì đặc biệt. Lâm Nhất vừa bước từng bước vào sơn cốc vừa thầm nghĩ. Oanh! Khoảnh khắc hắn vừa đặt chân vào, bỗng có một luồng kiếm khí sao động thổi tới trong gió cát,
kiếm ý bén nhọn vô cùng. Giống như tiên nhân đang múa kiếm vậy, phóng khoáng bất phàm, nó không giống với một luồng kiếm khí thuần túy thông thường, giống hơn là có người ở một nơi rất xa đang thi triển kiếm pháp. Quả nhiên, trước mắt Lâm Nhất sáng lên, hắn đoán không lầm, cơ hội thật sự ẩn nấp trong quang cảnh rất đỗi bình thường. Thất huyền bộ, người đi để lại bóng ảnh. Lâm Nhất thi triển thân pháp, để lại mấy cái tàn ảnh đất khu bằng phẳng, nhẹ nhàng tránh được kiếm quang. Vù vù. Hắn càng đi vào sâu, gió cắt càng lúc càng lớn, tầm nhìn cũng dần không rõ, bụi cắt cứ ập vào mặt, bên tai đều là tiếng gió gào thét. Không lâu sau, dường như có bóng người thấp thoáng trong bão cát, từng luồng kiếm khí không kiêng dè đâm về phía hắn. Kiếm khí nương theo ý cảnh nào đó, làm cho người ta cực kỳ đáng sợ, táng hoa tuốt vỏ, Lâm Nhất lập tức nghênh đón. Keng, keng, keng. Giữa lúc va chạm kịch liệt, có rất nhiều đốm lửa túa ra trong bão cát, mãnh liệt không thôi. Lâm Nhất bị hung hăng đánh bay ra ngoài, suýt nữa táng hoa đã vụt khỏi tay, nơi hắn rơi xuống vừa đúng lại là bên ngoài sơn cốc. Hắn đã bị đánh cho trở về nơi bắt đầu lần nữa. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng Lâm Nhất âm thầm kinh ngạc, sức mạnh này có hơi đáng sợ rồi, chẳng lẽ sâu trong lòng đất có chôn một kiếm trận tuyệt thế gì sao? Thế thì càng phải cố gắng lĩnh giáo mới được. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia chiến ý đầy kích động, thi triển kiếm quang sắc bén với tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy xông vào lần nữa. Keng, 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 keng. Sau khi giao thủ hơn 10 chiêu, Lâm Nhất cũng chẳng còn kiêng dè gì nữa mà ngay cả kiếm ý thông linh cũng đã mang ra. Dùng kiếm quang tràn đầy khí thế hào hùng chém thật mạnh vào cùng một chỗ. Theo sau là tiếng gầm nổ tung vang trời với những tia sáng chói lòa trong bão cát, chém nát hết thảy cuồng phong gào thét để lại không ít dư âm ác liệt. Tiếng gió rít gào chói tai kia yên ắng được chốc lát, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn một lát thôi. Oanh! Đột nhiên, một trận cuồng phong nổi lên cuốn lấy đá vụn trên mặt đất, tức thì diễn hóa thành một người khổng lồ cao gần 30 trượng. Người khổng lồ do đá vụn chất lên tạo thành, bên trong cơ thể lại chi chít đầy gió. Trông giống như một công cụ tạo nên từ làn gió vô hình, đang đứng trước mặt Lâm Nhất. Bá kiếm, chiêu dương như hỏa. Đáy mắt Lâm Nhất lóe lên tinh quang, táng hoa vụt ra kiếm mang tầm 10 trượng, bay vọt lên không trung. Sau lưng là ánh sáng mặt trời đang giận dữ, kiếm quang bùng cháy, chém xuống với khí thế ác liệt mà ngang tàng. Đùng! Chiêu kiếm vừa chém xuống đã làm lớp giáp bằng đá vụn ở bên ngoài người khổng lồ bị lõm xuống. Nhưng ai ngờ lớp gió thật dày kia ngưng tụ lại ở bên trong ầm một tiếng bắn Lâm Nhất dội ngược trở lại. Phụt! Khóe môi Lâm Nhất đã rỉ máu, vẻ mặt kinh ngạc không thôi, thứ này cũng kỳ quái quá rồi. Gió còn có thể vận dụng như vậy sao? Ngay lúc hắn vẫn đang còn hoang mang, trong hốc mắt trống rỗng của người khổng lồ kia đột nhiên vụt ra hai luồng gió lớn ngưng tụ thành kiếm quang, sao động vọt về hướng Lâm Nhất. Vèo vèo! Vẻ mặt Lâm Nhất căng thẳng, hắn cầm kiếm táng hoa điên cuồng thi triển hai ý chí võ đạo phong và lôi bao quanh lấy cơ thể. Kiếm thế khủng khiếp kia dẫn tới một trận cuồng phong, bao bọc lấy cuồng phong là sấm sét điện quang, dẹt dẹt không ngừng lóe sáng chói mắt. Lại thêm có chân nguyên không ngừng truyền vào thân kiếm, khi kiếm quang nở rộ, có tiếng long ngâm rền vang khắp trời đất, tay còn lại của Lâm Nhất cũng đã đặt ở trên chuôi kiếm. Cua kiếm lên chém vào hai luồng kiếm mang ngưng tụ từ cuồng phong của đối phương đang quét đến. Ken két. Hư ảnh thương long hùng vĩ hiện lên sau lưng, kiếm thế phong lôi quấn quanh thân nhanh chóng dung hợp vào, mỗi cái vảy trên cơ thể thương long nhất thời đều chẳng chịt điện quang, long chảo chứa đựng cuồng phong kinh người. Kiếm của ta là thương long, kiếm xuất ra rông tố nổi lên. Ầm ầm. Thương long diễn hóa từ kiếm thế ngùn ngụt mang sức mạnh phong lôi gầm thét phóng ra, điên cuồng xông vào đụng nát hai luồng kiếm quang ngưng tụ từ cuồng phong kia, làm chúng vỡ nát tươm như gạch ngói vụn, rồi xông thẳng phía đầu người khổng lồ kia. Đùng! Cả cái đầu nổ tung, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, lôi quang nổ vang trong gió. Két két két! Ánh chớp lóe lên, đá vụn trên thân người khổng lồ đều bị nghiền nát thành bột mịn, nhưng khoảnh khắc bột mịn bay theo gió. Người khổng lồ gió lại đột nhiên chuyển động. Những luồng kiếm khí chứa ý chí của gió giống như mưa mũi tên ùn ùn kéo đến, che phủ bầu trời nơi Lâm Nhất đứng. Bá kiếm, hoành đoạn thái A.
Lâm Nhất đứng ở bên trong, phát huy bá kiếm đến cực hạn. Một kiếm vung ra, mặt phẳng nơi kiếm quang hiện ra một vầng trăng lưỡi liềm. Kiếm quang nhanh chóng lan ra, trăng lưỡi liềm diễn hóa thành một vầng trăng tròn. Khi trăng tròn hình thành, kiếm khí như mưa trút xuống, giống như rơi xuống một mặt kính, đồng loạt bị đánh bật ra, tan thành vô số mảnh. Vẫn chưa chịu tan. Lâm Nhất nhíu mày, hắn nhìn về phía người khổng lồ gió ở phía trước, cảm thấy đau đầu. Trong tiếng rít gào của người khổng lồ gió, có những tia chớp xé rách hư không, mỗi một tia chớp giống như lưỡi kiếm sắc bén phong mang vô biên. Cứ vậy e là không chấm dứt được. Lâm Nhất quyết đoán, dung hòa ý chí phong lôi vào trong kiếm uy thương long, trong đôi mắt rồng lập tức tỏa ra ánh sáng như lửa. Ầm ầm. Gió mạnh cuốn qua tầng mây trên trời, cũng là tia chớp đáng sợ xé rách hư không, uy lực thương long của Lâm Nhất đã đạt đến trình độ trước nay chưa từng có. Giữa bầu trời đột nhiên có kiếm quang kèm theo ánh sao, như cột ánh sáng hạ xuống, thoáng chốc bao trùm toàn bộ ảo ảnh thương long. Uy lực thương long dung hòa ý chí phong lôi đã có thể sánh ngang với kiếm ý thông linh. Bây giờ hai thứ hòa làm một, kiếm uy thương long mới mẻ mạnh đến mức khiến Lâm Nhất hơi run rẩy. Long kiếm hợp nhất, bá trảm thiên hạ. Phong mang trên người Lâm Nhất bùng lên, lướt người đến phía trước người khổng lồ gió, vung kiếm dẫn dắt kiếm thế dồi dào, chém tới. Sáu thức bá kiếm dung hòa. Kiếm quang bá khí đến mức khiến thiên hạ cũng run rẩy vì nó lập tức chém lên người người khổng lồ gió nhanh như tia chớp. Răng rác. Người khổng lồ gió vô hình giống như ngọn núi bị chém thành hai nửa, khi Lâm Nhất đáp xuống đất thì hoàn toàn tiêu tan. Đó là... Bụi bặm rơi xuống, gió lớn tan đi, ở cuối tầm nhìn của Lâm Nhất xuất hiện một cây cổ thụ chọc trời màu xanh. Vù, vù, vù. Không hề do dự. Lâm Nhất lướt đi, thoáng chốc đã đến trước mặt cây cổ thụ chọc trời. Cây này cao hơn trong tưởng tượng của hắn, che khuất ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng xanh mông lung. Nhưng hắn cũng rất cẩn thận, không đến gần, chỉ đứng cách 1000 mét mà nhìn từ xa. Phù! Bước chân hắn vừa chạm đất, lá cây rung rung, ngay lập tức có gió lớn nổi lên. Trên người Lâm Nhất lan tỏa kiếm ý, vẫn bị thổi đến mức không mở được mắt. Áo xanh trên người không ngừng bay phần phật về phía sau. Gió lúc trước cũng là do cái cây này tạo ra. Sau khi đứng vững lại, Lâm Nhất khẽ giọng lẩm bẩm, mặt có vẻ nghi ngờ. Lá cây giữa trời dần dần rơi rụng, mỗi một phiến lá rơi đều chứa kiếm ý của gió, khiến Lâm Nhất chắc chắn suy đoán trong lòng. Chẳng lâu sau, trên mặt đất đã trải đầy lá rụng. Lâm Nhất có chút do dự, bước chân lên, vù vù. Đi trên lá cây có thể cảm nhận được rõ ràng kiếm ý mênh mông bao la, giống như đang đạp lên một mặt nước hồ. Tất cả đều là nước do kiếm ý của gió diễn hóa thành, trên mặt nước thậm chí còn lóe ra tia chớp dày đặc. Hắn đi rất cẩn thận, thúc đẩy kiếm ý thông linh đến cực hạn. Hắn thậm chí còn cảm thấy, nếu bất cần một chút sẽ bị số lá cây đáng sợ ở dưới chân nuốt chừng, không còn sót lại mảnh vụn nào. Khi đến dưới cây, một cuốn sách cổ rơi xuống từ trong cành lá cao như núi. Võ học tạo hóa. Trong lòng Lâm Nhất khẽ động, đưa tay vẫy nó tới. Khi mật tịch rơi vào tay, ngoài bìa viết bốn chữ rõ ràng, Thanh Tiêu Kiếm Quyết. Từng nét bút đều chứa đầy ý vị, bút lực mênh mông, giống như rồng rắn bay lượn. Tia chớp bạc xé gió bay đi, lại có gió lớn rít gào, đại khí bao la. Thình thịch. Tim Lâm Nhất đập điên cuồng, hắn có dự cảm kiếm quyết trong tay có thể là võ học tạo hóa hoàn chỉnh, thậm chí phẩm cấp khá cao, hơn xa võ học tạo hóa bình thường. Chỉ riêng bốn chữ cổ Thanh Tiêu Kiếm Quyết đã khiến hắn có cảm giác như vậy. Khi dở cuốn sách ra, Lâm Nhất đọc thấy nội dung trong đó, trong lòng xác định. Thời thượng cổ, có cây thần Thanh Tiêu, dùng mộc sinh phong, phân diệp thành lôi, động là phong lôi ngút trời. Cửu tiêu chấn động, tĩnh là sóng gió chưa nổi, tiếng sấm như đàn. Đời này ta may mắn được nhìn thấy cây thần Thanh Tiêu, kinh hồng một thoáng, khơi mở trí tuệ, sáng tạo ra kiếm quyết này. Thanh Tiêu Kiếm Quyết, võ học tạo hóa, thượng phẩm đỉnh cao. Ngoại trừ kiếm quyết, còn có Thanh Tiêu Thập Tam Kiếm, đều là võ học tạo hóa thượng phẩm đỉnh cao. Người có thể có được kiếm quyết này, ắt đã thông qua khảo nghiệm cây non của cây Thanh Tiêu, lão phu tên là Kiếm Vô Nhai.
cả đời không thua kém ai. Tuy công pháp này ta tình cờ thuận tay sáng tạo, nhưng nếu ngươi tu luyện cũng không được sỉ nhục tên tuổi ta. Thanh Tiêu Kiếm Quyết, Thanh Tiêu Thập Tam Kiếm. Trên mặt Lâm Nhất lộ vẻ vui mừng, đây là một võ học tạo hóa vô cùng hoàn chỉnh, vừa có kiếm quyết cũng vừa có kiếm pháp. Hơn nữa quả nhiên cấp bậc còn không thấp, thượng phẩm đứng đầu, đã là tồn tại cấp bậc cao nhất trong võ học tạo hóa rồi. Hơn thế nữa chính là võ học tạo hóa cao cấp, theo cách giải thích của Nguyệt Vi Vi, dù là ở thế giới lớn thì võ học cấp bậc này cũng cực kỳ hiếm có. Lần này thật sự nhận được đền bù như mong muốn rồi. Lâm Nhất cất bí tịch đi, lại cây non thanh tiêu một cái. Trong các công pháp mà hắn tu luyện, Tử Diên Kiếm Quyết có thể được xem là một công pháp không tệ. Trần Quang Kiếm Pháp và Bá Kiếm cũng không yếu, nhưng hai công pháp này không có kiếm quyết tương ứng, khiến Lâm Nhất cảm thấy khá tiếc nuối. Dù sao thì kiếm khách cũng theo đuổi sự hoàn mỹ, công pháp và kiếm pháp hoàn toàn thống nhất mới có thể thể hiện được phong mang vốn có của kiếm khách. Cũng xem như không phí công đến đây một chuyến. Lâm Nhất nghĩ trong ngọn núi này, không có bất cứ một ai có thu hoạch có thể sánh bằng hắn. Thậm chí đa số những người ở đây đều sẽ không thu hoạch được gì, thật sự rất khó biết được cơ duyên ở đâu, nếu không ngờ hắn quan sát tỉ mỉ cũng sẽ không tìm được đường đến nơi này. Kiếm quyết Thanh Tiêu và Thanh Tiêu Thập Tam Kiếm, dù có tách riêng với nhau cũng đã là hai võ học tạo hóa vô cùng mạnh. Chỉ dùng một cái đã khiến toàn bộ Nam Vực phải chấn động, khiến vô số người khiếp sợ. Nhưng Lâm Nhất lại lấy được cả hai, đây chính là may mắn vô cùng to lớn. Dưới thần thụ Thanh Tiêu, trên khuôn mặt Lâm Nhất lộ vẻ vui mừng và hưng phấn, tiếp tục xem bí tịch. Kiếm quyết Thanh Tiêu có tổng cộng 10 tầng, 3 tầng đầu làm nền tảng dùng khí tu thân, sau tầng 3 có thể diễn hóa ra dị tượng của thần thụ Thanh Tiêu. Dùng cây tạo gió, đến tầng 6 dị tượng thần thụ Thanh Tiêu có thể triển lộ một cách hoàn chỉnh, mây xanh hóa sấm, đến tầng 9 trong cơ thể có thể diễn hóa ra kiếm khí phong lôi, dùng kiếm tu người, đến tầng 10 kiếm quyết Thanh Tiêu viên mãn đỉnh phong, lá rơi thành hồ, thần thụ che trời. Lá rơi thành hồ, thần thụ che trời. Lâm Nhất nhìn gốc cổ thụ chọc trời trước mặt, lại nhìn lá rơi khắp mặt đất, đăm chiêu suy nghĩ, dị tượng viên mãn đỉnh phong rất giống với cảnh tượng trước mắt. Tuy nói kiếm quyết có 10 tầng, nhưng thật ra thì chỉ có 4 cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất dùng cây tạo gió, tương ứng với tầng 3, cũng là hàm ý chính của kiếm quyết. Cảnh giới thứ hai chính là mây xanh hóa sấm, cây động gió mây di chuyển, sấm chớp kéo đến, cũng chính là mây xanh hóa sấm. Đến cảnh giới thứ ba đã khá ghê gớm rồi, trong cơ thể có thể diễn hóa ra kiếm khí phong lôi, vừa khéo có thể dung hợp hoàn mỹ với ý chí phong lôi trong tay hắn. Còn cảnh giới cuối cùng, Lâm Nhất mơ hồ cảm thấy giống như một phạm vi nào đó, sẽ khiến kiếm quyết xuất hiện thay đổi như thay da đổi thịt. Tiếp theo chính là Thanh Tiêu Thập Tam Kiếm, kiếm pháp như tên, có tổng cộng 13 kiếm, 3 chiêu đầu cũng giống như kiếm quyết chỉ là nền tảng, ý cảnh trong đó cũng là dùng cây tạo gió. Uy lực của chiêu thứ 4 đến thứ 6 mạnh hơn 3 chiêu đầu rất nhiều, chiêu 7 đến 9 có thể gọi là sát chiêu, mỗi một kiếm đều có uy lực đáng sợ chấn động đất trời. Hơn nữa ý cảnh cũng đều khác nhau. Kiếm thứ 9 đến 12 chính là chiêu kiếm tất sát, không ra thì thôi, ra phải thấy máu phong hầu, nhất kiếm tất sát. Đương nhiên cái gọi là tất sát chỉ là miêu tả trên bí tịch, không phải nói một khi sử dụng thì đối phương chắc chắn sẽ chết, rõ ràng là có hơi nói quá. Lâm Nhất đã gặp nhiều những miêu tả tương tự thế này rồi. Rất nhiều võ học hắn gặp trước đây đều viết tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể chém vỡ ngôi sao, một ngón tay phá hỏng sơn hà. Nếu tu vi của kiếm khách không đạt đến cảnh giới tương ứng mà chỉ dựa vào kiếm pháp, thì chắc chắn không thể đạt đến cấp độ như thế. Nhưng về kiếm quyết Thanh Tiêu, Lâm Nhất lại cảm thấy nó không hề nói quá, cái gọi là tất sát, ít nhất khi chiến đấu với người cùng cảnh giới vẫn có khả năng khá lớn. Chiêu kiếm thứ 13 được liệt kê riêng. Cũng chỉ có hai chữ, cấm kỵ. Hai chữ cấm kỵ được viết bằng máu tươi, nhìn mà sợ hãi, khiến lòng người sinh ra cảm giác bất an. Phía sau có giải thích, nếu thiên phú kiếm đạo không đủ thì đừng tu luyện chiêu kiếm thứ 13. Trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng kỳ lạ lóe lên, hắn nhớ đến bá kiếm cấm kỵ từng hại chết rất nhiều người. Hắn đọc từng trang trong bí tịch, cũng hiểu được ngày càng nhiều thứ hơn, càng cảm thấy sự đáng sợ của kiếm quyết này.
Đây không chỉ là kiếm quyết thuộc tính phong lôi đơn giản, toàn bộ kiếm quyết kể cả thanh tiêu thập tam kiếm đều có một hàm ý khá hoàn chỉnh, có trình tự, liên kết với nhau. Ý nghĩa thật sự của nó thì khó mà nói rõ, kể cả Lâm Nhất cũng không giải thích được, chỉ mơ hồ cảm thấy bản thân như vừa mở ra một cánh cửa. Phía sau cánh cửa là một thế giới kiếm đạo hoàn toàn mới. Sau khi Lâm Nhất đóng bí tịch lại, hắn cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, rất khó chịu, toàn bộ cơ thể đều vô cùng khó chịu. Kiếm đạo của mình thật sự quá hỗn loạn. Trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng lóe lên, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, nếu gặp phải cường giả chân chính, thành tựu kiếm đạo của ta sẽ bị đánh tan bằng một đòn. Dù là Tử Diên kiếm quyết hay kiếm uy thương long, hay là ý chí phong lôi và bá kiếm đều không thật sự liên kết với nhau. Trong lúc suy nghĩ, Lâm Nhất nhớ đến Bạch Lê Hiên, lúc hắn ta giao thủ với Triệu Vô Cực, đối phương đã nghiền nát ý chí lôi đình của hắn ta, kiếm ý lôi đình của hắn ta cứ thế tan vỡ, sau đó nhanh chóng sa sút, tựa như cành khô dễ gãy. Kiếm ý thông linh của hắn quá mạnh, đã che khuất một vài vấn đề. Kiếm quyết thanh tiêu đến rất đúng lúc, nếu tu luyện thích hợp, nó sẽ tựa như một sợi dây thừng sâu chuỗi tất cả các loại ý chí lại với nhau. Từ đó liên kết chúng lại, tựa như thần thụ thanh tiêu không ngừng sinh trưởng, sau đó trở nên vững chắc, trường tồn. Nghĩ đến đây, Lâm Nhất chợt sáng tỏ thông suốt, trước mắt sáng rực. Cuối cùng hắn cũng biết nên hình dung thế nào rồi, cảm nhận sau khi đọc hết kiếm quyết thanh tiêu rõ ràng chính là hai chữ trường tồn. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, bảo khố Long Vân sẽ không biến mất, tu luyện kiếm quyết ở đây chắc sẽ có tác dụng hơn gấp bội. Lâm Nhất nghĩ sau này chắc chắn sẽ không có cơ hội tu luyện dưới cây con thanh tiêu, bây giờ không tận dụng thì thật có lỗi với cơ hội này. Trong hang núi, Lâm Nhất ngồi xếp bằng dưới tàng cây thanh tiêu. Hắn chậm rãi tu luyện theo hướng đi chân nguyên mà bí tịch để lại, một tia sáng xanh như có như không lóe lên trên người hắn. Dù Lâm Nhất không tu luyện võ học tạo hóa chân chính, nhưng lai lịch của công pháp Tử Diên kiếm quyết chắc chắn không thua kém gì võ học tạo hóa. Thậm chí còn mạnh hơn một vài võ học tạo hóa. Chỉ tu luyện nền tảng là tầng 3 cũng không phải quá khó với hắn. Huống hồ hắn còn tựa lưng vào thần thụ thanh tiêu. Suy xét tỉ mỉ thì thiên thời địa lợi nhân hòa, Lâm Nhất đều không thiếu thứ gì, tốc độ tiến triển có thể nói là thần tốc. Hai ngày sau, bên cạnh hoa Tử Diên sáng lấp lánh ở vùng tử phủ của Lâm Nhất xuất hiện một luồng khí xoáy. Một luồng khí xoáy màu xanh xoay tròn khó lường như vực sâu, sâu trong chỗ khí xoáy không ngừng vang lên tiếng kiếm reo. Tử Diên kiếm quyết và kiếm quyết thanh tiêu tạm thời không có mâu thuẫn với nhau, hai bên không ảnh hưởng đến nhau. Đợi sau khi ánh sáng xanh hoàn toàn ổn định, Lâm Nhất chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có tinh quang lóe lên rồi biến mất. Lâm Nhất động tâm niệm, quát khẽ, gió. Sau lưng hắn có một thần thụ thanh tiêu cao 3 trượng xuất hiện. Nhánh cây khẽ rung, lập tức có gió mạnh thổi quanh Lâm Nhất. Trong nháy mắt gió lốc đã bao quanh người hắn, sau đó nói bắt đầu vặn vẹo, không ngừng lan ra, mãi đến khi cao đến 10 trượng. Nhìn từ bên ngoài chỉ có thể thấy được gió mạnh, hoàn toàn không thể phát hiện ra sự tồn tại của Lâm Nhất. Hắn tựa như một thanh kiếm ẩn nấp bên trong, không để lộ chút hơi thở nào. Thú vị! Lâm Nhất ở sâu bên trong đưa mắt nhìn xung quanh. Phát hiện gió lốc hình trụ vững chắc như một bức tường. Nếu dung hợp kiếm ý vào bên trong, tường gió này không chỉ khiến lực sát thương tăng vọt mà còn khó công phá nữa. Dùng cây tạo gió, chỉ cần chân nguyên của ta không hết, gió lốc này sẽ luôn tồn tại. Lâm Nhất giang hai tay chạm vào hư không, phát hiện dường như hắn có thể điều khiển được dòng khí trong gió lốc này. Hắn động tâm niệm, cơ thể bay lên không trung một cách dễ dàng. Đứng trên không trung như đang dẫm lên mặt nước, không có chút khó khăn nào. Sau khi thành thạo, Lâm Nhất đột nhiên nghĩ đến điều gì, hắn nghiêm giọng nói, đi. Gió lốc nhanh chóng bay ra ngoài, vào khoảnh khắc gió tan đi, Lâm Nhất vội vàng đáp xuống đất. Đây. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt, hắn đã cách thần thụ thanh tiêu kia mấy nghìn mét. Một lần nữa. Sau nỗi ngạc nhiên. Lâm Nhất lập tức tỏ vẻ hưng phấn, gió lốc nhanh chóng thành hình, quay lại dưới gốc cây thanh tiêu. Vù, 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 vù. Lâm Nhất mừng rỡ không thôi, liên tục thử nghiệm,
trên thung lũng rộng lớn lập tức có những cơn gió lốc không ngừng thổi tới thổi lui. Nơi gió lốc thổi qua, cát bay đá chạy, nhanh đến mức tận cùng. Sau khi tiêu hao hơn một nửa chân nguyên, Lâm Nhất mới dừng lại, trên mặt là vẻ vui sướng. Thủ đoạn này thật sự là một thu hoạch ngoài dự đoán, vô cùng kỳ diệu. Sau này giao thủ với người khác, dù là đuổi theo hay chạy trốn, hoặc là dùng gió lốc giết chết đối thủ, đều sẽ khiến đối phương cảm thấy cực kỳ áp lực. Bây giờ mới chỉ là tầng 3, đợi khi tu luyện đến tầng 4, mây xanh hóa sấm. Gió lốc sẽ khuấy động mây tranh, lôi quang chẳng chịt khắp nơi giúp đỡ cho kiếm ý thông linh. Khi gió cao đến trăm trượng, tia điện rít gào, phong mang như kiếm, e rằng cả thiên địa cũng sẽ mất đi màu sắc. Thời gian còn sớm, Lâm Nhất cũng không vội rời đi. Hắn ngồi xuống dưới thần thụ thanh tiêu một lần nữa, xem bí tịch mấy lần, cố gắng hiểu được ý nghĩa trường tồn bên trong. Thần thụ thanh tiêu, sao lại trường tồn? Nói đến cùng vẫn là liên kết với nhau, kết hợp lại sẽ có một hàm ý hoàn chỉnh. Kiếm ý thông linh và uy lực thương long của hắn có thể long kiếm hợp nhất, nhưng thêm vào ý chí phong lôi lại có vẻ không hợp cho lắm. Hơn nữa sau khi đọc kiếm quyết thanh tiêu, Lâm Nhất cảm thấy việc long kiếm hợp nhất trước đó có vẻ hơi miễn cưỡng, cũng không thật sự liên kết với nhau. Nếu kiếm ý của đối thủ mạnh hơn hắn thì vẫn có thể chém vỡ kiếm uy thương long của hắn, liên kết với nhau chân chính sẽ trường tồn. Dù một mắt xích bị phá hỏng thì nó vẫn là một chỉnh thể, chứ không phải đồ chơi chắp phá lung tung. Đúng, chính là đồ chơi. Sau khi nhìn thấy kiếm quyết thanh tiêu, tầm nhìn của Lâm Nhất được mở rộng, cảm ngộ thu hoạch được cũng không chỉ đơn giản là một kiếm quyết. Kiếm vô nhai, cũng không biết tiền bối này có quan hệ thế nào với kiếm vô danh. Kiếm quyết thanh tiêu là do kiếm vô nhai sáng chế ra, trong lúc lĩnh hội, Lâm Nhất cũng xem như nhận được lời chỉ điểm của đối phương. Kiếm ý thông linh của hắn được lĩnh ngộ từ trong kiếm quang kiếm vô nhai để lại, nếu hai người này thật sự liên quan đến nhau thì khá là trùng hợp. Trong lúc Lâm Nhất mượn kiếm quyết thanh tiêu để tìm hiểu về trường tồn, những yêu nghiệt khác cũng đang căng thẳng vượt qua kiểm tra. Người có thể tìm thấy cơ duyên rồi thông qua kiểm tra cực kỳ ít, hơn nữa hoàn toàn không có ai đạt được một bộ kiếm quyết và một bộ kiếm pháp được như Lâm Nhất. Thậm chí ngay cả cơ hội có được võ học tạo hóa trung phẩm cũng không có, may mắn có được thu hoạch cũng chỉ là võ học tạo hóa hạ phẩm vô cùng bình thường. Khác với Lâm Nhất một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Cuối cùng bảo khố Long Vân này là mở ra vì Lâm Nhất, những người dưới đầu bảng đều chỉ là con kiến. 5 ngày sau, Lâm Nhất ngồi thiền dưới tàng cây thanh tiêu mở mắt ra. Sâu trong mắt có kiếm ý bùng lên như ánh lửa, khiến hai mắt hắn trông sáng ngời như có thể thấm vào lòng người. Lúc đốm lửa nhỏ bùng lên trong con ngươi, cơ thể Lâm Nhất vang lên tiếng rồng ngâm động trời, sấm gió rít gào. Sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh thương long dài 10 trường, bên ngoài vảy rồng không có tia điện, giữa vuốt rồng cũng không có gió mạnh lượn lờ. Không có kiếm ý thông linh càn quét tứ phương, chỉ có kiếm quang vĩnh hằng trong mắt, cả người thương long tràn ngập ý chí trường tồn cổ xưa. Mọi thứ dung hợp hết lại với nhau, từ phức tạp trở thành đơn giản, chỉ có trường tồn. Hư ảnh thương long 10 trượng nhỏ bé hơn trăm trượng trước kia nhiều. Nhưng uy áp của kiếm uy thương long trường tồn này lại mang đến cho người khác áp lực mạnh hơn không chỉ 10 lần. Kiếm uy thương long bất diệt. Lâm Nhất khạc ra một ngụm chọc khí, khắp cả người cảm thấy vô cùng thoải mái, ngụm khí kia cứ mắc nghẹn ở cổ họng, sau cùng cũng đã được phun ra ngoài. Hắn như thể đã gột rửa mọi huy hoàng, chút bỏ vô số gánh nặng, cả người thư thái hơn bao giờ hết. Thanh tiêu kiếm quyết giống như một chiếc chìa khóa giúp hắn mở ra cánh cửa kia, khoảnh khắc mở được cửa cứ như được thông suốt sáng tỏ, đó mới là con đường kiếm đạo bất diệt chân chính. Thật sự phải cảm tạ thật tốt tiền bối kiếm vô nhai rồi, cảm giác bây giờ thật sảng khoái. Sau khi thương long tồn tại như thật tan đi, Lâm Nhất chậm rãi đứng dậy, luồng kiếm uy trên người hắn khiến người khác khiếp vía cũng đã tan thành mây khói, chẳng để lại tăm tích gì. Nhìn bề ngoài, hắn dường như chẳng đạt được gì, còn bình thường hơn cả lúc tiến vào bảo khố Long Vân. Đi tìm Nguyệt Phi Vi trước đã. Từ đầu đến cuối Lâm Nhất vẫn không bỏ mặc được đối phương, không nhìn thấy được người cũng khó mà yên tâm. Lâm Nhất đi ra khỏi sơn cốc chưa bao xa, bỗng có một luồng điện quang chói mắt xé toạc không trung.
Triệu Vô Cực vọt ra từ một cái sơn động, mâu quang hắn ta vừa đảo qua đã nhìn thấy bóng dáng Lâm Nhất. Khắp cả người đều tràn ngập lôi quang quỷ dị, cước bộ của hắn ta có loại mây mù nào đó bao quanh, rất khó để biết được đó là gì. Lúc vừa nhìn thấy Lâm Nhất, Triệu Vô Cực thoáng sửng sốt, đáy mắt lóe lên vẻ khinh thường, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn ta đã thu hoạch được một môn võ học tạo hóa hạ phẩm, môn công pháp này đã giúp ý chí vân của hắn tinh tiến rất nhiều. Đây chính là võ học tạo hóa hoàn chỉnh, khắp toàn bộ cổ vực Nam Hoa, ngay cả Tử Nguyệt Động Thiên cũng chưa dám tuyên bố đã sở hữu võ học tạo hóa hoàn chỉnh. Cho dù chỉ vỏn vẹn là hạ phẩm, nhưng có một tiếng gió thổi qua cũng đã kinh thiên động địa, gây chấn động cả Nam Vực. Tuy nhiên, tên tiểu tử kia chắc chắn chẳng hiểu mấy loại bí văn này đâu. Thậm chí có khi ngay cả võ học tạo hóa là gì cũng chẳng biết. Nghĩ đến đây, trong mắt Triệu Vô Cực thể hiện sự khinh thường rõ hơn. Càng nghĩ càng bực bội, mình đường đường là một trong tam tiểu vương mà lại là bại tướng dưới tay cái thể loại kia. Sau khi quan sát, thấy cả người Lâm Nhất ảm đạm không có chút khí thế gì, trong lòng Triệu Vô Cực mới cân bằng lại, quả nhiên mọi người đều bình đẳng ở bảo khố Long Vân. Vèo. Trong phút chốc, Triệu Vô Cực đã lắc người đi đến trước mặt Lâm Nhất, cười nửa miệng nói, cơ hội của mọi người đều bình đẳng khi ở bảo khố Long Vân, chỉ xem ai có thể phát hiện ra mà thôi. Nhưng đến bây giờ mà ngươi cũng chưa đạt được gì, đủ để thấy những gì trước kia ta nói hoàn toàn không sai. Ngươi chắc chắn là ta chẳng thu hoạch được gì sao? Lâm Nhất hỏi lại với vẻ kỳ quái. Không phải thế à? Triệu Vô Cực cười lạnh nói, cơ duyên trong ngọn núi này không giống ở nơi khác, nếu không có ngộ tính thì tất cả chỉ là công cốc. Ta nói nhiều với ngươi như vậy làm gì chứ? Chắc cũng chẳng vào được đầu ngươi đâu. Đáy mắt hắn ta chứa đầy sát ý lạnh như băng, trong lòng đang phân vân có nên dạy dỗ đối phương một chút ở đây luôn không? Bây giờ hắn ta đang tràn đầy tự tin, tự cho rằng ý cảnh lôi vân chắc chắn đã có thể ngăn được kiếm ý thông linh của Lâm Nhất. Không thể hiện được uy lực của kiếm ý thông linh thì tên tiểu tử này chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Ngươi cứ tìm từ từ đi ha, ta không rảnh mà đùa với ngươi nữa, nhưng bảo khố Long Vân này cũng không còn nhiều thời gian nữa, e rằng ngươi chắc hẳn cũng không thu hoạch được gì đâu. Triệu Vô Cực cười đến gàn dở, từ bỏ ý định xuất thủ. Cũng không phải sợ không ăn chắc, chẳng qua là cảm thấy dù có đánh đối phương quỳ rạp xuống đất xin tha thì cũng không có ai nhìn thấy. Vẫn để ra ngoài rồi hãy tính đi. Đến lúc đó sẽ làm nhục hắn trước mặt mọi người một trận, để cho thế gian này biết được kẻ đứng đầu là một trò cười thế nào, chắc hẳn sẽ thú vị lắm đây. Kịch hay vẫn còn dài. Lâm Nhất đứng nhìn đối phương tự biên tự diễn, vừa rồi hắn cảm nhận được ý đồ muốn động thủ của đối phương. Không biết sau cùng tự nhiên lại bỏ qua, có hơi đáng tiếc. Oanh! Triệu Vô Cực rời đi chưa bao lâu. Ở mảnh đất đằng xa bỗng có vọt lên một luồng bá khí, theo sau đó là Vũ Hạo Thiên bay thẳng lên trời, có rất nhiều người trong núi cũng đã chú ý đến hắn ta. Ánh mắt Vũ Hạo Thiên quét qua đã nhìn thấy Lâm Nhất ở phía xa, bèn cười lạnh. Cuối cùng thì hắn ta đã đột phá, hắn ta cũng thu hoạch được một môn võ học tạo hóa hạ phẩm, giúp bá quyền tiến thêm bước ngoặc mới. Thực lực của bản thân đã mạnh hơn gấp đôi trước khi tiến đến đây. Bảo khố Long Vân quả thật khó lường. Để xem lát nữa ngươi sẽ chết như thế nào. Môi hắn ta giật giật, thu hồi tầm mắt rời khỏi núi. Những dị tượng đang dần sụp đổ giữa đất trời, tất cả mọi người trong núi đã cảm nhận được bảo khố Long Vân lập tức sẽ biến mất. Các anh tài yêu nghiệt đã lĩnh hội được võ học tạo hóa ở trong núi liền lần lượt xuất hiện. Trên đường Lâm Nhất đi tìm Nguyệt Phi Vi, đã lần lượt chạm mặt đám người Khương Tử Diệp, Phương Hàn Lạc, Nam Cung Vãn Ngọc, Ô Tiếu Thiên và Trúc Thanh Sơn. Những người này đều thu hoạch khá tốt, nhưng có điều lại kém xa Lâm Nhất. Không nói đến chuyện hắn đã có được hai môn võ học tạo hóa thượng phẩm, chỉ riêng điều này thì thu hoạch của tất cả mọi người cộng lại cũng không bằng 1/10 của hắn. Quan trọng hơn hết, Lâm Nhất đã mở ra được cánh cửa giúp hắn nhận thức về kiếm đạo của mình, vượt qua toàn bộ những kiếm khách trong huyền hoàng giới này. Cho dù là những người đã sống đến hàng trăm tuổi, kiếm ý thông linh của những cường giả thế hệ trước cũng đã bị Lâm Nhất bỏ xa. Có muôn vàn đường lối biến hóa khôn lường, duy chỉ có tồn tại vĩnh viễn mới là bất diệt. Lúc này, chân mày Lâm Nhất càng nhíu chặt lại,
những người này ai cũng nói không gặp Nguyệt Vi Vi. Ầm ầm. Vòm trời của Bảo Khố Long Vân như sắp sụp đổ, đám người Vũ Hạo Thiên nhốn nháo bay vụt lên trời, nhanh chóng vọt về phía lối vào. Đi đâu rồi? Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ đã đi rồi? Không thể nào, ngay cả đám người Khương Tử Diệp cũng có thể tìm được cơ duyên, Nguyệt Vi Vi không thể nào không tìm được. Lâm Nhất, chưa đi sao? Chỗ này sắp sụp rồi. Trong 10 anh tài đứng đầu, Bạch Lê Hiên là người ở lại sau cùng, hắn ta ngừng lĩnh hội đi đến bên cạnh Lâm Nhất. Tiểu Bạch, người có gặp Nguyệt Vi Vi không? Lâm Nhất lên tiếng hỏi. Ta ở trong núi cũng chưa từng gặp nàng ta. Bạch Lê Hiên thoáng ngừng lại, chợt nhớ ra gì đó, lại nói, nhưng trước khi tiến vào khu vực trung tâm của Diệu Quang Thần Thạch, có một bóng long ảnh bay ra ngoài. Ta nhìn thấy có bóng người đuổi theo, hình như là nàng ta thì phải, nhưng cũng không dám chắc chắn. Là Nguyệt Vi Vi, nhất định là nàng ta. Trong lòng Lâm Nhất khẽ động, vội vàng nói, người đi trước đi, ta đi tìm thử xem. Cẩn thận đấy. Bạch Lê Hiên dặn dò xong mới xoay người rời đi. Sau khi đợi đối phương rời đi, Lâm Nhất lại tiếp tục tìm kiếm, chỉ còn ít phút nữa toàn bộ mật cảnh này gần như sẽ sụp đổ. Ngoại trừ ngọn núi Lâm Nhất đang đứng ra, tất cả những ngọn núi khác đều ầm ầm đổ vỡ mà không có bất kỳ ngoại lệ nào, có thể nhìn thấy vô số bảo quang bị hút lên vòng xoáy thần bí trên bầu trời. Vòng xoáy bí ẩn kia giống như một cái miệng rồng khổng lồ hiện ra cực kỳ quái dị. Lâm Nhất không quan tâm đến những thứ này, bây giờ hắn chỉ quan tâm đến chuyện rốt cuộc thì Nguyệt Vi Vi đang ở đâu. Chắc rằng, đối phương đã đoán được roi tử diễm lôi hoàng là đạo khí của hắn. Nói không chừng nàng ta thật sự đã thấy được, người khác không nhìn rõ dị tượng mông lung trong khu vực trung tâm, còn Nguyệt Vi Vi thì chưa chắc. Ngay lúc Lâm Nhất hết đường xoay sở, giữa đất trời đột nhiên vang lên từng đợt tiếng tiêu. Theo vô số đỉnh núi đang sụp đổ, tiếng tiêu vang vọng làm cho người khác có cảm nhận được khí tức lạnh lẽo trải dài vô tận, tựa như thổi ra một khúc đoạn tuyệt sơn hà. Là nàng ta. Lâm Nhất nhìn về hướng tiếng tiêu phát ra, nhận thấy tiếng tiêu vọng xuống từ trên trời cao. Trên đỉnh núi chọc trời kia, Lâm Nhất cho rằng đó là cấm địa không thể chạm đến, nếu cứ cố lặn lội lên núi, nhất định sẽ uổng công vô ích. Lúc này, trên đỉnh núi không ngừng truyền đến tiếng thổi tiêu thuộc về Nguyệt Vi Vi. Ong, ong, ong. Lâm Nhất bất chấp hết tất cả sử dụng kiếm ý thông linh, lặng lẽ thi triển thân pháp đến cực hạn, phóng như điên về hướng đỉnh núi. Trong ánh sáng le lói, hình ảnh hai bên đường dần mờ ảo như thoáng qua, lát sau Lâm Nhất liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Dĩ mộc sinh phong. Sau lưng còn có hư ảnh thần thụ thanh tiêu nở rộ, dưới chân Lâm Nhất cuồng phong trỗi dậy, chớp mắt liền cuốn thành gió xoáy cao hơn 10 trượng. Đi! Lâm Nhất trôi lơ lửng trong cơn lốc xoáy có đường kính gần bằng một gốc cây, khẽ quát. Phù phù! Cơn lốc xoáy đột nhiên lắc lư hướng lên trên, bất cứ nơi nào đi qua đều thổi bay cát đá, nhất thời cây cổ thụ chống trời cùng những tảng đá to lớn trực tiếp bị nghiền nát. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng vô cùng chấn động. Càng về sau tốc độ của Lâm Nhất càng tăng đến chóng mặt, sau khi thở hồng hộc hơn 10 nhịp, gió lốc xuyên thủng trời xanh rơi xuống đỉnh núi. Trên bình đài của đỉnh núi khổng lồ, Nguyệt Vi Vi trong một bộ váy đỏ, ngọc tiêu đặt trên môi, đang tập trung tinh thần cao độ thổi nên giai điệu. Ở trước mặt nàng ta là một con long mãng dài gần trăm trượng, cả người cuồn cuộn lôi hỏa màu tím, kèm theo là khí tức hung ác mãnh liệt dâng trào. Con long mãng này không có thân mà chỉ có bộ xương trơ trụi, nhưng ở bên ngoài bộ xương lại in lên một mảng thần văn kim sắc. Nó giống như một sợi chỉ vàng cổ xưa huyền bí nổi bật giữa lôi hỏa ánh tím. Có lẽ chính vì thần văn này mà lôi hỏa càng thêm đáng sợ, tựa như có thể thiêu rụi vạn vật. Con long mãng hết sức dữ tợn, răng nanh bén nhọn, vẻ mặt cực kỳ hung ác. Càng đáng sợ hơn là trên thân nó toát ra sự bức bách của đạo khí, loại khí tức này đều làm cho các cường giả thiên phách phải kiêng kỵ, tuyệt đối không dám làm bừa. Ngay lúc này, con long mãng dài hàng trăm trượng kia lại đang không ngừng gầm thét, đau đớn giãy giụa dưới tiếng tiêu. Nguyệt Vi Vi lại lộ ra vẻ căng thẳng hiếm thấy, mảng tóc hai bên phất phới không ngừng, đôi mắt dưới xương lông mày ánh lên tia lạnh lẽo. Vốn dĩ đã là một khuôn mặt tuyệt đẹp,
giờ phút này còn vô cùng mị hoặc, nhưng khí thế giữa trán không kém phần hào hoa phong nhã, làm cho người khác không thể khinh nhờn. Trên trán nàng ta mồ hôi không ngừng tuôn, hiển nhiên, với cảnh giới của Nguyệt Vi Vi bây giờ muốn trấn áp đạo khí này thì có hơi miễn cưỡng. Đùng. Đúng lúc này, lốc xoáy xé trời tuôn ra uy áp khiến người khác đinh tai nhức óc. Trong lòng Nguyệt Vi Vi khẽ động, không khỏi nghiêng đầu nhìn sang, chỉ trong một thoáng mất tập trung đã để cho tử diễm long mãng kia chớp lấy thời cơ. Nó điên cuồng gầm lên chấn vỡ hết tiếng tiêu, vẻ mặt của Nguyệt Vi Vi bỗng tái đi không còn giọt máu, nhợt nhạt u ám. Growl. Tử diễm long mãng theo sát không tha, hung hăng gầm lên rồi phóng tới định cắn Nguyệt Vi Vi. Cút đi. Cuồng phong tan đi, Lâm Nhất đang ở giữa không trung. Khuôn mặt tuấn tú vừa nhìn thấy liền tức giận đến mức lộ cả gân xanh trên trán. Kiếm uy thương long bất diệt. Trên người Lâm Nhất chợt bộc phát kiếm uy khủng khiếp, từng lỗ chân lông trên khắp cả người đều lóe lên kiếm quang màu tím, đôi mắt rồng của thương long cao hơn 10 trượng ở sau lưng bùng lên ánh lửa lấp lánh như sao. Ầm ầm. Kiếm uy xé toạc bầu trời, năm ngón tay Lâm Nhất nắm chặt thành quyền đấm ra. Kiếm quang ẩn trong quyền mang bùng nổ. Cả đỉnh núi đều bị quyền mang chấn động phải run lên, tiếng gầm thét của tử diễm long mãng lập tức bị đánh bật về. Xoẹt. Tia chớp lóe lên loạn xạ giữa không trung, lửa bắn tung tóe, long mãng đã bị đánh vỡ hoàn toàn. Roi tử diễm lôi hoàng 36 khớp trao đảo một lát liền hiện ra nguyên hình, nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Lâm Nhất nhanh như cắt rơi xuống, vọt về phía Nguyệt Vi Vi đỡ cả người yếu ớt sắp ngã của nàng ta lên. Ta biết mà, dù tất cả mọi người đều đi thì Lâm ca ca nhất định sẽ đến tìm ta, vẻ mặt Nguyệt Vi Vi tái đi, mỉm cười yếu ớt, giống như một đóa hoa tường vi trắng mong manh. Lâm Nhất vốn định mắng nàng ta sau này không được liều lĩnh như vậy, nhưng lại không mở miệng được, ngoại trừ thấy xót ra thì cũng không biết phải làm sao. Sau này không nên ngốc như vậy nữa. Lâu sau, Lâm Nhất chỉ đành lạnh lùng nói. Không muốn. Nguyệt Phi Vi hiện tại vô cùng yếu ớt, đã mất đi rất nhiều khí chất mê hoặc và hoạt bát thường ngày, lúc này lại là một thiếu nữ kiêu ngạo bướng bỉnh, sụ mặt nói. Lâm Nhất nghiêm túc nói, ta sẽ lo cho cô lắm. Nguyệt Phi Vi nghe vậy, vẻ mặt mới giãn ra, cười nói, vậy thì ta sẽ cân nhắc một chút. Ở trước mặt Nguyệt Phi Vi, Lâm Nhất cũng không muốn che giấu quá nhiều, lửa giận trong lòng lại dần dâng lên. Trả lời kiểu gì thế này? Hắn đã rất lo lắng cho đối phương, hắn không thể tưởng tượng nỗi mình sẽ đau lòng đến cỡ nào nếu thật sự xảy ra chuyện không thể cứu vãn được. Nguyệt Phi Vi cẩn thận liếc nhìn, trước khi Lâm Nhất nổi giận thì mỉm cười đáng yêu nói, Lâm ca ca, nhanh nhặt món đạo khí kia lên, sau này Vi Vi sẽ nghe lời huynh. Lâm Nhất bước tới, roi tử diễm lôi hoàng đã được thăng cấp lên thành đạo khí, nặng tựa giang hà. Hoàn toàn không có cách nào vung lên được. Nếu không nhờ thực lực hiện tại của Lâm Nhất tăng mạnh, cầm lên được hay không cũng đã là vấn đề. Đi thôi. Sau khi Lâm Nhất chật vật cất roi tử diễm lôi hoàng vào, liền nắm lấy tay Nguyệt Phi Vi nhảy vụt lên trời. Những đỉnh núi còn đứng sau lưng hai người họ ầm ầm ngã như rơm rạ. Nguyệt Phi Vi quay đầu nhìn thấy cả đất trời đang sụp đổ, không khỏi nắm tay Lâm Nhất chặt hơn. Thành Long Vân, hồ Cửu Long nơi được vạn chúng chú mục. Giữa hồ có một xoáy nước hệt như vực sâu, cùng với tiếng rồng ngâm, nó đang dần thu nhỏ lại. Bảo khố Long Vân sắp đóng lại rồi. Trước đó có rất nhiều người bị đào thải, những người còn kiên trì đến thời điểm này e rằng sẽ có thu hoạch đáng kinh ngạc. Không biết có võ học cấp thiên hay không, những người ra khỏi đó đều nói rằng bảo vật bên trong hết sức kinh người. Võ học cấp thiên chính là võ học tạo hóa. Theo như truyền thuyết thì có lẽ trong bảo khố Long Vân sẽ có, cũng không biết bọn họ có thể thông qua khảo nghiệm không nữa. Tạo hóa bực này không dễ lấy vậy đâu. Vô số ánh mắt tràn đầy hâm mộ nhìn chằm chằm vào hồ Cửu Long, kỳ ngộ bực này phải nói là mấy ngàn năm mới gặp một lần. Đáng tiếc, bọn họ sinh ra quá sớm, đây chỉ là thịnh yến thuộc về những nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ, vốn không hề liên quan đến bọn họ. Tuy nhiên, có thể chứng kiến kỳ tích như thế này cũng là một vinh hạnh lớn lao, ngày sau, nếu có ai nhắc đến chuyện này, thì chỉ có thể nghe như một truyền thuyết mà thôi. Xíu, yêu yêu. Hai bóng người nhoáng lên,
Triệu Vô Cực và Vũ Hạo Thiên lần lượt bay ra khỏi vòng xoáy, toàn thân bọn họ bắt đầu bộc phát khí tức cực kỳ cuồng bạo. Khí thế hùng hậu mà hung ác kia hiển nhiên là do thu hoạch quá nhiều trong một thời gian ngắn nên không cách nào che giấu hết được. Tuy nhiên, bọn họ cũng không cần che giấu, đối mặt với ánh mắt của những người xung quanh, trong mắt hai người họ lộ rõ sự ngạo mạn. Bọn họ có lòng tin thu hoạch của những người đi sau chắn chắn không thể sánh cùng mình. Không bao lâu sau, nhóm người Nam Cung Vãn Ngọc và Phương Hàn Lạc cùng lần lượt xuất hiện. Triệu Vô Cực cùng Vũ Hạo Thiên không quan tâm đến những người này, ánh mắt bọn họ cực lạnh, trên người tràn đầy sát ý, một mực nhìn chằm chằm vào vòng xoáy trên mặt hồ. Dường như đang chờ người nào đó. Lại nói, ánh mắt hai người này có hơi bất thiện. Đặc biệt là Triệu Vô Cực, thậm chí trong mắt hắn ta còn lóe lên tia mong mỏi. Ở trong bảo khố Long Vân, hắn ta đã nhiều lần nhịn không được muốn ra tay với Lâm Nhất. Giờ thực lực tăng vọt, có thể nói là không muốn nhịn nữa, và đã sớm không chờ đợi được. Vũ Hạo Thiên và Triệu Vô Cực đã đi ra. Khí tức mạnh thật, có cảm giác mạnh hơn gấp đôi so với trước khi tiến vào, bảo khố Long Vân có khoa trương vậy không? Khoan đã, dường như hai người này đều đang đợi Lâm Nhất đi ra, chẳng lẽ thu hoạch của Lâm Nhất trong đó kém bọn họ? Ta thấy vẻ mặt hai người họ có hơi kỳ quái. Lâm Nhất không có thu hoạch trong bảo khố Long Vân ư? Không thể nào. Khi thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Vũ Hạo Thiên và Triệu Vô Cực, bốn phía lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Nhất là khi những người khác dò la ra được dường như thu hoạch của Lâm Nhất không lớn. Một vài người gặp Lâm Nhất trong bảo khố nói rằng khí tức trên người hắn cực kỳ ổn định, không có dáng vẻ như là thực lực tăng vọt. Bầu không khí bỗng trở nên quái đản, nếu thật sự là thế, vậy thì có hơi bất ổn rồi. Triệu Vô Cực và Vũ Hạo Thiên vốn không phải loại người lương thiện gì, bọn họ cũng không dễ dàng chấp nhận thua cuộc, nhất là thua trong tay một nhân tài mới nổi, nên một khi bắt được cơ hội, chắc chắn bọn họ sẽ gây khó dễ. Đã có chuyện gì? Sắc mặt mấy người Mai Hộ Pháp của Đế quốc Đại Tần có hơi khó coi, ánh mắt lộ rõ sự khẩn trương. Vèo. Phong Dã vừa đi tìm hiểu tin tức trở về, sắc mặt hắn ta có hơi bất an, do dự nửa ngày mới thấp giọng nói, nghe mấy người Ô Tiếu Thiên nói thoạt nhìn dường như Lâm Nhất không thu hoạch được gì, khí tức trên người hắn cũng không giống như thực lực tăng vọt. Tuy nhiên, bọn họ cũng nói, có lẽ Lâm Nhất sẽ có chút thu hoạch ở ngọn núi cuối cùng. Việc này, câu cuối cùng rõ ràng giống với an ủi hơn, thoáng chốc, Mai Hộ Pháp trở nên im lặng. Nếu thật là thế thì khó mà giải quyết rồi. Đường đường là người đứng đầu bảng Long Vân, vậy mà cơ duyên trong bảo khố Long Vân còn kém hơn người đứng hai, đứng ba, nếu hai người kia muốn làm khó dễ Lâm Nhất thì, một khi hắn rơi xuống thế yếu, chắc chắn sẽ bị mọi người hung hăng làm nhục một phen. Khi đó, sơ sẩy một chút ắt sẽ bị biến thành trò cười, chỉ sợ Lâm Nhất khó có thể tiếp nhận được chuyện như vậy. Võ học tạo hóa hạ phẩm hoàn chỉnh. Tại vị trí của Tử Lôi Tông, khi nghe được thu hoạch của Triệu Vô Cực, hai mắt tông chủ lập tức sáng lên, lộ vẻ mừng như điên. Xung quanh, các trưởng lão cùng đệ tử cũng vô cùng kích động, tiếng kinh hô vang lên không dứt. Võ học tạo hóa hoàn chỉnh quả thật khó mà tưởng tượng nổi, tuy rằng Tử Lôi Tông cũng có võ học tạo hóa, nhưng toàn là tàn bản mà thôi. Tại vị trí của Tử Nguyệt Động Thiên, các trưởng lão cùng đệ tử cũng lộ vẻ vui mừng. Vũ Hạo Thiên và Triệu Vô Cực nhỏ giọng nói gì đó với người cùng tông môn, thỉnh thoảng, bọn họ liếc nhìn mấy người Mai Hộ Pháp của Đế quốc Đại Tần, trong mắt đầy vẻ khinh thường và chế nhạo, dường như đã hạ quyết tâm đợi Lâm Nhất hiện thân nhất định sẽ khiến hắn đẹp mặt. Trong bầu không khí có phần vi diệu kia, rốt cuộc, ngay khoảnh khắc xoáy nước sắp đóng lại, Nguyệt Vi Vi cùng Lâm Nhất cũng xuất hiện. Ra rồi. Lâm Nhất đã ra. Hình như đúng là không có thu hoạch gì, chẳng lẽ lời đồn là thật? Hội trường to lớn thoáng chốc nhấc lên một cơn sóng không nhỏ, vô số ánh mắt mang theo tia sáng khác thường đổ dồn về phía Lâm Nhất. Duệ khí trên người Lâm Nhất ẩn vào trong, thoạt nhìn không khác gì mấy so với lúc mới tiến vào bảo khố Long Vân. Trái lại, những nhân tài kiệt xuất còn lại trong thập cường, không chỉ riêng Vũ Hạo Thiên và Triệu Vô Cực, mà đám người Bạch Lê Hiên, Nam Cung Vãn Ngọc, Ô Tiếu Thiên cũng không cách nào che giấu được khí tức khủng bố đang bộc phát từ trên người mình. Rất rõ ràng,
Đây chính là biểu hiện của thực lực tăng vọt trong một thời gian ngắn, không cách nào khống chế để khí tức không bộc lộ ra ngoài. Nhưng trên người Lâm Nhất lại không có dấu hiệu như vậy. Bầu không khí kỳ quái này khiến Lâm Nhất có hơi nghi hoặc. Chư vị ổn định, chớ nóng vội, mời các nhân tài kiệt xuất trong bảng 100 của Quần Long Thịnh Yến lần này lên đài. Tuy nhiên, không để Lâm Nhất có quá nhiều thời gian suy nghĩ, trên đài cao, trọng tài đứng đầu Thánh Minh đã trầm giọng nói sau khi quét mắt nhìn một lượt. Mọi người đều hiểu rõ, theo lệ cũ, hẳn là sắp tuyên bố thứ hạng. Cũng có thể sẽ có thêm vài vấn đề khác, bởi lẽ, nghe đồn thập cường trong bảng Long Vân Kỳ này sẽ có một phen kỳ ngộ lớn lao, một hồi kỳ ngộ đại thế. Những âm thanh xé gió lần lượt vang lên, rất nhiều bóng người vững vàng đáp xuống đài, chờ đợi ông lão áo đen phát biểu. Lâm Nhất và Nguyệt Vi Vi thoáng chần chừ, sau đó cũng theo sát mọi người, cùng đáp xuống đài. Khoảnh khắc hai người họ đáp xuống. Ánh mắt Phú Hạo Thiên cùng Triệu Vô Cực lập tức hướng về phía họ, cùng với đó là vẻ mặt có chút cân nhắc. Lão trọng tài đứng đầu cũng không hỏi mọi người đã thu hoạch được bao nhiêu trong bảo khố Long Vân, mà trực tiếp tuyên bố thứ hạng, tuy nhiên, ông ta chỉ đọc danh sách bảng 10. Một ngày sau, danh sách hoàn chỉnh sẽ được công bố và chỉ trong vòng vài ngày, danh sách nhân tài kiệt xuất có tên trên bảng Long Vân Kỳ này sẽ được truyền khắp toàn bộ cổ vực Nam Hoa. Hễ là người nổi danh trên bảng thì đều có tiếng tăm lừng lẫy. Yêu Nghiệt nằm trong 10 thứ hạng đầu sẽ như Tam Vương Thất Anh lúc trước, danh tiếng như sấm bên tai, đứng ở đỉnh kim tự tháp trong dàn nhân tài kiệt xuất Nam Vực, khiến người người quỳ bái. Còn về Lâm Nhất, không cần phải nhiều lời, chắc chắn hắn sẽ trở thành một truyền kỳ. Danh tiếng của công tử Táng Hoa sẽ truyền khắp cổ vực Nam Hoa, không ai không biết, không ai không rõ. Tuy nhiên, hiện tại dường như có người không cho là vậy, ngay khi trọng tài tuyên bố xong thứ hạng, còn chưa kịp mở miệng thì Triệu Vô Cực đã gây khó dễ. Trọng tài đại nhân, Triệu mỗ có một yêu cầu quá đáng. Triệu Vô Cực đứng ra, nói thẳng. Thịnh Yến đã kết thúc, chẳng lẽ ngươi không phục đối với xếp hạng này? Không phục cũng phải phục, ông lão áo đen lạnh lùng nhìn hắn ta, tỏ thái độ cực kỳ không vui. Trên khuôn mặt tuấn tú bất phàm của Triệu Vô Cực lộ ra nụ cười thản nhiên, thứ hạng đã phân rõ, Triệu mỗ tâm phục khẩu phục, có điều, trong bảo khố Long Vân, tại hạ có ít thu hoạch, muốn mời công tử Táng Hoa chỉ giáo một chút, để chúng ta một lần nữa được thưởng thức phong thái của người đứng đầu bảng. Hắn ta biết rất rõ, Quần Long Thịnh Yến đã kết thúc, chắc chắn không thể động đến thứ hạng được nữa. Nhưng nếu bây giờ có thể dẫm Lâm Nhất dưới chân ngay trước mặt mọi người, khiến hắn quỳ xuống xin tha, vậy thì cái gọi là quán quân lập tức sẽ biến thành trò cười. Công tử Táng Hoa nhất định sẽ trở thành một sự sỉ nhục trên bảng Long Vân, danh tiếng lưu vào sử sách. Hắn ta vừa dứt lời lập tức nhấc lên một cơn sóng lớn, khiến mọi người khiếp sợ không thôi. Tuy đã sớm đoán được có thể Triệu Vô Cực sẽ không cam tâm, nhưng lại không ngờ hắn ta lại độc ác như vậy. Gần như mọi người đều đoán được suy nghĩ của hắn ta. Tên này không phục nên muốn nhân dịp thực lực bành trướng nhờ bảo khố Long Vân mà hung hăng làm nhục Lâm Nhất một phen. Trong mắt ông lão áo đen lóe lên tia sáng lạnh, ông ta lạnh lùng nói, không coi Thánh Minh ra gì, há lại để ngươi làm càn. Trọng tài đứng đầu Thánh Minh nổi giận vẫn khá có lực uy hiếp, tiếng quát của ông ta khiến mọi người không khỏi cảm thấy khẩn trương. Oai thật đấy! Nhưng không bao lâu sau... Giọng điệu âm dương quái khí của Vũ Hạo Thiên đã vang lên, như cười mà không cười, nói, người trẻ tuổi chúng ta luận bàn, không liên lụy đến tông môn, từ khi nào đến phiên Thánh Minh khoa tay múa chân rồi. Chính chủ còn chưa lên tiếng đâu. Lâm Nhất, nếu ngươi là một nam nhân thì đường đường chính chính đứng ra, Vũ Hạo Thiên ta cũng muốn được ngươi chỉ giáo một phen. Nói đến câu cuối, giọng điệu hắn ta ngày càng nặng nề, sắc mặt cũng âm u đến mức tận cùng. Mùi thuốc súng từ giữa những con chữ dường như có thể khiến toàn bộ hội trường nổ tung. Soạt. Ngôn từ dữ dội như vậy khiến bầu không khí vốn dương cung bạt kiếm giờ lại càng thêm khẩn trương. Đặc biệt là lời của Vũ Hạo Thiên, ngay cả tôn nghiêm của nam nhân cũng lôi ra. Giết người chu tâm, không gì hơn thế. Hôm nay, hai người này đã quyết tâm đòi lại nỗi nhục trước đó, nhất định phải khiến Lâm Nhất mất hết mặt mũi, xấu hổ tận cùng.
Lệ khí âm u trên người Vũ Hạo Thiên và Triệu Vô Cực khiến người xem không rét mà run, hiển nhiên, hai người này không hề phục khi bại dưới tay Lâm Nhất. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Nhất mang theo một chút lo lắng. Thực lực của Triệu Vô Cực và Vũ Hạo Thiên đã tăng vọt nhờ vào bảo khố Long Vân, nếu không có chỗ dựa, chắc chắn bọn họ không dám, ngông cuồng như thế. Lâm Nhất có dám chiến không? Ngoài tưởng tượng, gần như không chút do dự, không đợi ông lão áo đen lên tiếng, Lâm Nhất đã bước lên trước. Rất nhiều nhân tài kiệt xuất trong bảng 100 đều tỏ vẻ kinh ngạc. Bọn họ hiểu rất rõ, dường như Lâm Nhất không hề thu hoạch được thứ gì đáng nói trong bảo khố Long Vân. Vũ Hạo Thiên cùng Triệu Vô Cực vốn có hai sững sờ, kế đó lập tức nhếch miệng cười khẩy. Nụ cười của bọn họ khiến người xem sởn gai ốc. Ngươi dám đứng ra thật cơ đấy. Vũ Hạo Thiên nở nụ cười thản nhiên, quả nhiên chỉ khích một chút mà tên nhóc này đã váng đầu rồi. Sắp chết đến nơi còn không biết. Hai người các ngươi muốn tự rước lấy nhục, sao ta có thể không đáp ứng cho được, sắc mặt Lâm Nhất lạnh lùng. Thú vị, ngươi đúng là ngông cuồng đến đáng sợ. Hai ta đã dám lên tiếng đương nhiên là có biện pháp đối phó với kiếm ý thông linh. Không có kiếm ý thông linh, ngay cả con sâu cái kiến ngươi cũng không bằng, ngươi muốn đấu với ai trước? Triệu Vô Cực cười khẩy, hắn ta đã đợi thời khắc này rất lâu rồi. Không cần phải phiền phức như thế, cùng tiến lên đi. Trong vòng ba chiêu, nếu không thể đánh thắng, danh xưng quán quân, Lâm Nhất này không có cũng được. Ánh mắt Lâm Nhất tràn đầy lửa giận. Hắn nhấn mạnh từng chữ một cách lạnh lùng. Lúc ở trong bảo khố Long Vân, tên Triệu Vô Cực này đã không ít lần khiêu khích hắn, cho đến hiện tại, sức chịu đựng của Lâm Nhất đã đến giới hạn. Còn Vũ Hạo Thiên thì không cần phải nói, trong trận chiến cuối cùng, vốn dĩ Lâm Nhất không định giữ mạng cho hắn ta. May mắn nhặt được một cái mạng chó mà cũng dám sỉ nhục hắn, không biết sống chết. Hai tên tôm tép nhãi nhép này thật sự cho rằng Lâm Nhất không làm gì được à? Tượng đất cũng có ba phần lửa. Huống chi là Lâm Nhất, sợ rằng hai người này đã quên có bao nhiêu người chết dưới kiếm táng hoa trong quần Long Thịnh Yến. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người đã phạm ta, ta tất hoàn trả gấp 10. Cho đến bây giờ, Lâm Nhất vẫn luôn là một người quyết đoán, nếu không, hắn cũng không cách nào tu thành thất thương quyền, sát ý cùng lửa giận trong mắt hắn phút chốc gây chấn động toàn trường. Khi những lời này vừa thốt ra, vô số ánh mắt đều hướng về phía Lâm Nhất, mọi người kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Hai người lên một lúc cũng thôi đi, đã xem như đủ ngông cuồng, hoàn toàn không coi trọng Vũ Hạo Thiên cùng Triệu Vô Cực, nhưng nào ngờ, câu nói kế tiếp của hắn lại càng thêm bá đạo, gần như khiến quần chúng hoài nghi thính lực của mình. Trong vòng ba chiêu, nếu không thể đánh thắng, danh xưng quán quân, Lâm Nhất này không có cũng được. Quá điên cuồng. Bá đạo một cách không tưởng, nếu đem ra so sánh, khí thế của Vũ Hạo Thiên và Triệu Vô Cực thoáng cái bị áp chế. Ta không nghe lầm đó chứ. Ông trời ơi, Lâm Nhất điên rồi à. Một đấu hai, lại còn trong vòng ba chiêu đánh bại Vũ Hạo Thiên cùng Triệu Vô Cực. E là thật sự điên rồi. Lời của Lâm Nhất như sấm dậy đất bằng, trong thinh lặng nhấc lên một trận bão táp. Khiến cho mọi người đều cảm thấy bàng hoàng kinh ngạc. Trên đài cao, trọng tài Thánh Minh cũng ngây dại, còn những yêu nghiệt trong bảng 100 thì chỉ biết há hốc mồm, không nói nên lời. Vũ Hạo Thiên và Triệu Vô Cực sững sờ vài giây, rồi chợt cười ầm lên. Ngươi thật sự cho rằng bản thân là một nhân vật lớn à? Chỉ một mình ta đã đủ đánh bại ngươi. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, sát ý toàn thân bùng nổ. Một luồng uy áp lôi đình khủng nố điên cuồng tăng vọt. Phút chốc, uy áp sộc thẳng lên trời, khiến tầng mây điên cuồng biến ảo, nhìn từ xa cứ như là tận thế vậy. Ánh mắt Vũ Hạo Thiên lóe sáng, ngẫm nghĩ rồi quyết định không ra tay. Hắn ta không ngại Lâm Nhất thua trong tay Triệu Vô Cực. Đương nhiên, tốt nhất là sau khi Triệu Vô Cực thảm bại, hắn ta sẽ chính thức ra tay, dẫm nát Lâm Nhất dưới chân. Bầu trời tối đen như mực, lôi vân cuồn cuộn. Vô số tia chớp cắt ngang qua hư không. Trên người Triệu Vô Cực phát ra tia điện lốp bốp, một khí thế vô hình đột nhiên bắn ra từ trên người hắn ta. Bùm! Nhiều nhân tài kiệt xuất thuộc 100 hạng đầu không kịp đề phòng, bị đánh bay ngay tại chỗ, khóe miệng chảy máu.
lùi lại. Những người còn lại hoảng sợ, lật đật lùi về sau. Ý chí lôi đình nhị phẩm. Mọi người trên khán đài ồ lên, không ngờ ý chí lôi đình của Triệu Vô Cực lại đột phá cảnh giới tiên thiên, đạt tới cảnh giới có thể so sánh với kiếm ý thông linh. Khi ý chí lôi đình đột phá, ý chí lôi vân cũng lên cấp theo, đạt tới một cảnh giới cực kỳ kinh khủng. Thảo nào hắn ta dám kiêu ngạo như thế, không ngờ hắn ta lại đột phá ý chí lôi đình trong bảo khố long vận, khó lường đấy. Nghe nói hắn ta còn tìm được một loại võ học tạo hóa, trình độ ý chí vân cũng tiến bộ rất nhiều. Có lẽ kiếm ý thông linh của Lâm Nhất không thể áp đảo như trước nữa. Rất nhiều nhân tài kiệt xuất đều tỏ ra nghiêm túc, mọi người đều biết Lâm Nhất có thể áp đảo đối thủ, trở thành quán quân là nhờ vào kiếm ý thông linh áp chế ý chí võ học của đối phương, thực lực của hắn kém xa Tam Tiểu Vương. Hừ, Lâm Nhất, ta muốn cho ngươi biết, không có kiếm ý thông linh, ở trong mắt ta ngươi còn không bằng một kẻ tàn phế. Khi ý chí lôi vân dung hợp, khí thế đạt tới đỉnh phong, mặt mũi Triệu Vô Cực trông cực kỳ dữ tợn. Trong quần long thịnh yến người này nhìn có vẻ khiêm tốn và bí ẩn, nhưng sâu trong lòng lại rất hẹp hòi, không muốn chịu thua. Lúc này hắn ta tỏ ra xấu xí cực kỳ, lộ rõ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Dứt lời, tia điện lốp bốp trên người Triệu Vô Cực đột nhiên nổ tung, ngay sau đó toàn thân hắn ta được bao trùm bởi ánh chớp sáng rực. Cùng với tiếng hét của Triệu Vô Cực, tia điện trên người hắn ta hóa thành tia chớp cực kỳ dữ tợn rồi phóng thẳng lên trời, chui vào trong những đám lôi vân cuồn cuộn. Trong tích tắc, gió mây cuồn cuộn, thiên địa thất sắc. Xem ra mình không có cơ hội ra tay. Vẻ tiếc nuối khó phát hiện chợt thoáng qua trong mắt Vũ Hạo Thiên, hắn ta lập tức nhếch môi cười cạch cớm, nghĩ tới dáng vẻ Lâm Nhất bị Triệu Vô Cực dẫm dưới chân, có lẽ đó sẽ là một hình ảnh rất thú vị. Đám người Tử Lôi Tông hào hứng, vô cùng mừng rỡ. Quá mạnh, đây chính là uy lực của võ học tạo hóa, chỉ cần Vô Cực dẫm Lâm Nhất dưới chân, danh hiệu quán quân nhất định sẽ trở thành một trò cười, khí vận chân chính cũng sẽ bị cướp đi. Rừ, lôi quang tỏa sáng, Triệu Vô Cực bay lên không trung, chớp mắt đã lao tới trước mặt Lâm Nhất. Tia lôi quang chiếu thẳng lên trời trên người hắn ta như một con cự long lôi quang dữ tợn, bay lượn quanh người hắn ta. Dị tượng khủng khiếp này khiến người ta vô cùng kinh hãi. Chịu thua đi. Dứt lời, Triệu Vô Cực siết chặt năm ngón tay đấm một quyền về phía ngực Lâm Nhất. Bùm. Quyền mang còn chưa hạ xuống thì hư không đã nứt toạc, mặt đất dưới chân Lâm Nhất xuất hiện vô số vết rạn nứt. Cảnh tượng này lập tức khiến mọi người thấp thỏm, như thể Lâm Nhất sẽ phát nổ, thịt nát xương tan trong giây tiếp theo. Nhưng không ai ngờ được rằng dù đã đến nước này, Lâm Nhất vẫn không nhúc nhích. Khi mọi người tưởng hắn bị uy áp của Triệu Vô Cực trấn áp, không còn sức lực di chuyển, Lâm Nhất đột nhiên ra tay. Hắn vẫn đứng bất động, chỉ nhẹ nhàng giơ tay ra che trước ngực mình. Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, trong tiếng nổ rung trời, cú đấm đỉnh phong của Triệu Vô Cực đấm vào cánh tay Lâm Nhất, hắn chẳng những không di chuyển, ngay cả cánh tay đỡ đòn cũng không hề có dấu hiệu cử động. Sao có thể như vậy? Triệu Vô Cực kinh hãi, hoàn toàn không ngờ Lâm Nhất lại đỡ được một cách nhẹ nhàng như vậy. Giả thần giả quỷ. Trong mắt Triệu Vô Cực tràn đầy phẫn nộ, mặt mũi hắn ta gần như vặn vẹo, liên tục tung quyền về phía Lâm Nhất. Rầm rầm. Khi quyền mang hạ xuống, lôi vân điên cuồng tập trung trên bầu trời, tạo thành một vòng xoáy lôi vân khổng lồ. Uy lực của mỗi quyền đều có thể dễ dàng đánh chết một cao thủ thiên phách bình thường. Nhưng Lâm Nhất hoàn toàn không sao cả. Động tác của hắn vẫn như cũ, nhẹ nhàng giơ tay đỡ đòn. Sau lưng Lâm Nhất dường như có một luồng kiếm ý mênh mông hơn cả đại dương, hoàn toàn cản lại ý chí lôi vân của đối phương, nhưng lại không nổi gợn sóng nào. Kiếm ý vô hình, không hiện rõ. Nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được đó là một luồng kiếm ý rộng lớn đến mức không ai có thể miêu tả. Rất khó để tưởng tượng khi nó lộ diện sẽ thể hiện uy lực như thế nào. Chắc hẳn đã đến lượt ta ra tay. Lâm Nhất nói với vẻ mặt không cảm xúc. Lùi lại. Con người Triệu Vô Cực co rụt, vẻ hoảng sợ tột cùng lộ ra trong mắt, hắn ta vội vàng lùi lại. Lùi lại ư. Gần như trong nháy mắt,
quyền mang Lâm Nhất nắm chặt trong tay như lưỡi kiếm sắc bén xuyên thủng hư không, đâm vào ngực Triệu Vô Cực. Bùm! Một tiếng nổ rung trời vang lên, chân nguyên trong cơ thể Triệu Vô Cực nổ tung, vòng xoáy lôi vân trên bầu trời lập tức tan thành mây khói. Mọi người như được thấy chuyển động chậm, quyền mang của Lâm Nhất như đánh vào nắm bột nhão, ngực Triệu Vô Cực lõm xuống. Hắn ta từ tư thế thẳng lưng lập tức cong người lại, máu hộc ra điên cuồng. Trước sức mạnh cuồng bạo này, lẽ ra Triệu Vô Cực phải bị văng xa ra như sao băng. Nhưng động tác của Lâm Nhất quá nhanh, năm ngón tay siết chặt thành quyền xòe ra, giữ lấy cổ tay đối phương trước khi đối phương văng ra xa. Một tia sáng lạnh chợt lóe qua trên mặt Lâm Nhất, hắn nâng Triệu Vô Cực lên cao rồi nện mạnh xuống đất. Răng rác. Mặt đất nơi Triệu Vô Cực nện xuống xuất hiện một vết nứt thật dài, nó đang không ngừng lan rộng, chớp mắt đã kéo dài nghìn mét. Quá tàn bạo. Chẳng ai ngờ được Triệu Vô Cực nhìn như mạnh vô địch lại không yếu ớt như thế trong tay Lâm Nhất, bị nhào nặn tùy ý chẳng khác nào món đồ chơi. Nhìn vết nứt sâu hóm dưới mặt đất, mọi người đều cảm thấy lạnh run. Chuyện này sao có thể? Tất cả thành viên Tử Lôi Tông đều kinh ngạc không nói nên lời, trợn mắt ngoác mồm ra nhìn. Bá quyền toái thiên. Nhưng khi mọi người đang khiếp sợ, trên bầu trời lại có phong vân nổi lên, Vũ Hạo Thiên lạnh lùng thi triển thức cuối cùng của bá quyền đánh tới. Cùng là toái thiên, nhưng cú đấm này lại có uy lực mạnh hơn gấp đôi so với trận đấu với Lâm Nhất. Toàn thân hắn ta tỏa ra ánh sáng tím, mỗi lỗ chân lông đều bắn ra ánh sáng, bá khí của hắn ta gần như biến thành thực thể, nhuộm tím cả bầu trời, hắn ta bay lên không trung như một vầng trăng tím sâu thẳm. Khi mọi người vừa ồ lên, Lâm Nhất nhướng mày, lạnh lùng nhìn qua. Sâu trong mắt hắn có ánh sáng bừng lên, ánh sáng kia che kín cả đôi mắt. Đôi mắt hắn sáng như sao, mái tóc đen như thác nước tung bay, áo xanh như kiếm bay phất phới. Trước vô số ánh mắt dõi theo, luồng kiếm ý mênh mông hơn cả đại dương sau lưng hắn lập tức lộ diện. Đó là hư ảnh của một con thương long dài 10 trượng, bề mặt vảy rồng không có ánh chớp, vuốt rồng không có gió thổi, không có kiếm ý thông linh càn quét bốn phương, chỉ có kiếm quang trong đôi mắt rồng kia là vĩnh hằng, thương long 10 trượng tràn ngập hơi thở cổ xưa bất diệt. Thương long bất diệt thương long. Lâm Nhất không cần ra tay, hắn chỉ liếc mắt nhìn qua. Kiếm ý thương long bất diệt đã điên cuồng phóng thích ra ngoài. Dị tượng hóa thành thực thể, nhuộm tím cả bầu trời kia lập tức bị đâm thủng trăm nghìn lỗ. Trước kiếm ý bất diệt này, cái gọi là bá khí dễ dàng sụp đổ, hoàn toàn không có sức chống trả. Phụt! Vũ Hạo Thiên hộc ra một búng máu, từ trên trời rơi xuống trước mặt Lâm Nhất, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, hắn ta đang định loạng choạng đứng dậy. Quỳ xuống! Lâm Nhất nói ra hai từ vang lên bên tai hắn ta như tiếng sấm. Phịch! Vũ Hạo Thiên nhún chân, quỳ gối trước mặt Lâm Nhất, đám người Tử Nguyệt Động Thiên sầm mặt, trố mắt đứng nhìn không thể tin được. Người đấm Nguyệt Di Di một quyền, ta cũng trả lại cho ngươi một quyền. Lâm Nhất đạp mạnh chân xuống đất, Vũ Hạo Thiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra trên ngực hắn ta đã xuất hiện một lỗ thủng, người văng xa ra nghìn mét như sao băng, sau đó ngã xuống đất như một con chó chết. Không ngừng lăn lộn. Thế như sét đánh không kịp trở tay, ngay cả muốn ra tay cứu cũng không kịp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 106.